Rồi, về về mục tiêu môn học này, chúng ta sẽ tìm hiểu cái kiến thức nền tảng về một hệ điều hành nhúng thời gian thực. Ở đây cô khi mà cô viết giáo trình ấy, giao nhiệm vụ viết giáo trình thì cô lựa chọn luôn cái hệ điều hành FreeSOS. Đây là một cái hệ điều hành thời gian thực nhỏ nhẹ và hỗ trợ rất nhiều các cái kiến trúc vi xử lý khác nhau. Và hơn nữa là cô cũng có tham khảo một số các cái chuyên gia đó, các cái kỹ thuật viên lập trình nhúng, cái kỹ sư nhúng ở bên ngoài, các cái công ty bên ngoài mà khoa có kết nối, khoa kết nối để xây dựng chương trình cũng như là liên kết để hỗ trợ sinh viên học việc rồi thực tập vân vân các kiểu, thì họ rất là sẵn sàng chia sẻ. Thì họ cũng nói là Freetos sử dụng, họ cũng sử dụng rất nhiều cho các sản phẩm của họ vì những cái đặc điểm ưu điểm như thế, và việc mà đưa vào một cái chương trình, vào một cái giáo trình để vào một cái môn học để hướng dẫn cho sinh viên và lựa chọn cái hệ điều hành này là rất là hợp lý. Nên cô đã chọn cái hệ điều hành FreeSOS này đưa vào viết giáo trình, và trong cái chương trình của chúng ta sẽ sử dụng cái hệ điều hành này, kèm theo đó là sẽ triển khai trên cái kit Arduino Uno. Đó, kit này trên trên phòng máy chúng ta có sẵn. Ngoài ra chúng ta có nhiều kit khác nữa. Ví dụ như là ARM Friendly, ví dụ như là Raspberry vân vân, nhỏ rất là nhiều. Đấy. Thì đó là cái giới thiệu vì sao là cô lựa chọn cái hệ điều hành đó. Ngoài ra chúng ta có rất nhiều cái hệ điều hành thời gian thực khác. Thì với những cái kiến thức nền tảng đó thì các bạn có thể cái môn này sẽ yêu cầu chúng ta sẽ là vận dụng cái kiến thức nền tảng đấy để chúng ta lập trình cho một cái hệ thống nhúng. Cái hệ thống nhúng này vì sao lại cần hệ điều hành thời gian thực, đó là nó yêu cầu hoạt động theo thời gian thực, nó yêu cầu những cái hành động, những cái phản ứng của hệ thống nó phải là thời gian thực, phải trong cái khoảng thời gian nhất định nào đó. Đấy thì tương ứng với phần lý thuyết thì chúng ta sẽ có tương ứng các cái bài tập để chúng ta thực hành các cái nội dung lý thuyết đó. Đấy. Thì về mặt nội dung khi mà xây dựng chương trình chi tiết, khi mà xây dựng giáo trình thì cô rất là bám sát cái khung về nghiên cứu một cái hệ điều hành thời gian thực ấy. Thì đầu tiên chắc chắn là chúng ta sẽ có những cái kiến thức tổng quan nền tảng như thế nào là một hệ điều hành thời gian thực, có đặc điểm như nào, phân loại như nào, có mức độ ứng dụng như nào, có những gì nhỉ, những cái loại nào, điển hình cái thành phần kiến trúc của nó ra làm sao đó. Thì cái chương đầu tiên luôn luôn là cái phần tổng quan đó chúng ta nắm rõ. Thì lát nữa hôm nay chúng ta sẽ giới thiệu qua về cái phần chương 1 đó, đúng không? Sau đó thì chúng ta sẽ là làm một vài cái bài lab, cũng cũng đây cũng chính là các cái thao tác mà chúng ta cần phải chuẩn bị cái môi trường để chúng ta thực hành cho các chương tiếp theo. Đấy. Thì khoảng khoảng một tiết sau thì cô yêu cầu các bạn thực hành những cái phần đó, chuẩn bị môi trường đó. Rồi. Những cái chương tiếp theo thì sẽ giải quyết đến các vấn đề là các cái thành phần quan trọng trong một hệ điều hành nhúng thời gian thực. Đó là việc tạo và quản lý các cái đối tượng, ví dụ như là các cái tác vụ trong hệ thống. Tác vụ đây chính là gì nhỉ? Là những cái chương trình, là những cái chức năng thực hiện các cái chức năng khác nhau trên trên hệ thống. Thì trên một cái hệ thống của chúng ta vận hành thì có rất nhiều các tác vụ thực hiện. Thì các tác vụ đấy sẽ được sắp xếp như thế nào, tác vụ nào làm việc trước tác vụ nào, hoặc là mối quan hệ như thế nào, thì đấy là cái phần quản lý tác vụ đấy. Một cái thành phần nữa đó là hàng đợi thì đây cũng là một cái đối tượng để chúng ta có thể gì nhỉ, có thể xử lý các cái chức năng khác nhau, tức là các mối quan hệ giữa các tác vụ, có thể là gì nhỉ, đồng bộ giữa các tác vụ, có thể là gì nhỉ? Là truyền thông liên tác vụ vân vân. Thì cái hàng đợi cũng là một trong số các cái đối tượng phục vụ cho cái chức năng, cái việc xử lý đó của chúng ta đấy, nên là chúng ta sẽ đưa vào những cái phần liên quan đến cái bài tập liên quan đến phần hàng đợi, xử lý hàng đợi.
một cái thành phần nữa đó là ngắt, các ngắt bất kỳ hệ điều hành nào cũng phải có chức năng xử lý ngắt. Đó, một cái chương trình hệ thống chúng ta là một chương trình chính chẳng hạn, thì sẽ có những trường hợp bị ngắt đi, bị can thiệp bởi một cái sự kiện nào đó xảy ra, đúng không? Đấy, ví dụ như là máy tính của chúng ta đang đang ở trạng thái ngủ đông chẳng hạn, ví dụ thế, chúng ta có một cái tác động nào đó di chuột vân vân chẳng hạn, ví dụ thế, thì là đấy là thực hiện một cái ngắt ở trong cái hệ thống rồi. Thì lúc đó thì hệ thống sẽ xử lý như thế nào, thì cái quá trình quản lý ngắt, xử lý ngắt đó, chúng ta cần có bất kỳ cái hệ điều hành nào chúng ta cũng cần phải phải có đấy, interrupt, nó gọi là interrupt. Không, có những trường hợp là trong ngắt lại có ngắt khác, tức là ngắt lồng ngắt đó. Đấy, thì trong phe tốt nó cũng có, và chúng ta sẽ xem là nó triển khai như thế nào. Rồi, trên một hệ điều hành thì phải có là việc gì ạ? Cấp phát bộ nhớ về việc sử dụng các tài nguyên dùng chung nó như thế nào. Tức là các bộ nhớ thì trong một hệ thống, trong với cái hệ điều hành đó thì có thể gì nhỉ? Cấp phát bộ nhớ, thu hồi bộ nhớ như thế nào đó, hoặc là giữa các tác vụ và các đối tượng có thể sử dụng chung một cái không gian bộ nhớ nào đó, đúng không? Một cái tài nguyên chia sẻ nào đó. Thì cái việc quản lý cái tài nguyên chia sẻ đó làm sao cho nó bị không bị xung đột, không bị trái với cái mong muốn của người người sử dụng, của người lập trình đó. Thì chúng ta sẽ có cái phần là quản lý tài nguyên chia sẻ và quản lý bộ nhớ. Đấy, đấy là những cái nội dung chính khi mà cái đề cương chi tiết được đưa ra. Thế tuy nhiên là sau này thì khi dạy CT1 thì cô mới bắt đầu mới viết giáo trình hoàn thiện, vừa viết vừa lại vừa dạy vừa viết giáo trình, thì lúc đấy là CT1 vẫn chưa được dùng cái giáo trình này, CT2 mới bắt đầu là dùng cái giáo trình đó cô gửi cho các bạn rồi đấy. Thì cơ bản thì lúc viết thì cũng không hình dung ra được những cái thành phần đó, vì là cũng người mới tiếp cận mà đó, sau này thì mới đưa thêm vào những cái thành phần khác, ví dụ như là quản lý vào ra, hay là quản lý thời gian, timer. Vì hệ điều hành thời gian thực thì cái khái niệm thời gian thực đó là chính là cái yêu cầu, một cái ràng buộc đó. Thì cái việc quản lý thời gian nó là một cái chức năng, một cái tính năng mà điển hình của một hệ điều hành nhúng thời gian thực, thì chúng ta phải khai thác cái đặc điểm đó của nó nữa. Thì cô sẽ đưa thêm các yêu cầu về cái bài tập, về cái phần tìm hiểu phần đó nữa. Đấy, thì đấy là phần bổ sung về sau. Thế còn trong giáo trình của chúng ta chỉ có 5 chương như thế này thôi. Chương 1 tổng quan không nói rồi. Các cái chương sau sẽ giải quyết các cái thành phần phía sau. Chương 4 ở đây là cô đang để bị lỗi cái tên tên chương nhé. Quản lý tài nguyên và bộ nhớ. Quản lý tài nguyên và bộ nhớ, không phải là mã nguồn đâu. Rồi, thì tất cả các thành phần liên quan đến tác vụ, hàng đợi, ngắt này, tài nguyên và bộ nhớ này. Và cái chương 5 sẽ là xử lý các sự cố, nhận biết một số cái sự cố điển hình khi trong quá trình chúng ta lập trình đối với hệ điều hành thời gian thực Freetode, nhận biết nó và có cách xử lý như thế nào, đúng không? Và cái chương 5 đó. Thì khi mà xây dựng đề cương chi tiết ấy, thì người ta viết, cô không nhớ rõ là ai ai, ai xây dựng nhờ. Thì đây chỉ có 40 tiết, là 40 tiết để chúng ta nghiên cứu lý thuyết, và có 10 tiết để chúng ta thảo luận thôi, nó không có tiết thực hành gì hết. Thì sau này triển khai với CT1, CT2 thì cô đẩy ra 25 tiết lý thuyết và 25 tiết thực hành. Đấy, để chúng ta làm luôn, tìm hiểu luôn, lập trình luôn. Và cái thi kết thúc học phần của môn này là chúng ta sẽ làm dưới dạng đồ án môn học, bảo vệ đồ án môn học nhá. Chúng ta sẽ làm việc nhóm, nhóm 3 người, 3 đến 4 người, khóa mình đông quá thì cô đẩy lên 3 đến 4, không được ít hơn, không được nhiều hơn. Chúng ta làm một cái đề tài nào đó, có thể là những cái sản phẩm nhúng trước các bạn đã có rồi chẳng hạn, thì các bạn áp dụng với cũng là những hệ thống đó, cũng là chức năng đó, nhưng các bạn xử lý nó bằng hệ điều hành Freetode. Đấy là ràng buộc của môn này, Freetode trên Arduino nhập. Đấy, đó là ràng buộc về cái sản phẩm của môn này đó.
Thì còn cái các thiết bị ngoại vi khác nữa các bạn có bổ sung tùy thuộc vào cái hệ thống nhúng của các bạn. Đó, thì đấy là yêu cầu của môn này về mặt thời lượng lý thuyết và thời lượng thực hành. Thì cô muốn các bạn làm nhiều hơn vì tài liệu chúng ta có rất nhiều. Khi mà cô tiếp cận thì cô thấy là có rất nhiều cái guide, cái hướng dẫn, các từ các khóa học đến có phí đến không đến 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 free đến miễn phí cho chúng ta tiếp cận những cái phần này, nên nên là cô muốn là chúng ta làm để chúng ta có kỹ năng hơn là cứ chỉ có nói không thôi, có thể tiếp thu cái lý thuyết từ cô giáo không đấy, thì đẩy cái phần thực hành lên. Rồi về mặt nội dung cụ thể thì các bạn cũng sẽ thấy là cung cấp những cái kiến thức cơ bản về việc sử dụng, vận hành và gỡ lỗi hệ điều hành thời gian thực ViaTop luôn nhé, ViaTop, và có cái nhìn tổng quan về việc phát triển các ứng dụng thời gian thực. Đấy là mục tiêu của cái môn nó, và bố cục trong 5 chương thì các bạn sẽ thấy là từ tổng quan đến đến chi tiết. Tổng quan về hệ điều hành thời gian thực cùng khái niệm đặc điểm phân loại các hệ điều hành thời gian thực, đặc điểm của các hệ điều hành thời gian thực thương mại và nguồn mở. Đó. Ngoài ra còn có một loại hệ điều hành thời gian thực, đó là hệ điều hành thời gian thực phục vụ cho mục đích nghiên cứu nữa. Nhưng khi mà chúng ta khai thác thì chúng ta dùng cái bản thương mại hoặc nguồn mở. Còn nếu với những cái hệ thống nhúng mà chúng ta phát triển, tự phát triển, chúng ta cạnh tranh với bên ngoài thì chúng ta thường là dùng nguồn mở để có tính cạnh tranh về giá thành hơn, đúng không? Các cái ứng dụng cũng như là các dịch vụ được cung cấp bởi hệ điều hành thời gian thực là như thế nào, đặc điểm như thế nào, được chưa? Đấy là chương 1. Chương 2 là quản lý tác vụ và hàng đợi. Thì nó sẽ liên quan đến việc tạo ra cái tác vụ đó, tạo ra các hàng đợi đó và quản lý, vận hành, sử dụng tác vụ cũng như là hàng đợi, đúng không? Thì cái với Freatop thì chúng ta có thể là định ra được thời gian xử lý cho mỗi tác vụ, mỗi công việc, mỗi luồng đó, nhỉ? Trong một ứng dụng. Thì trong ứng dụng chúng ta có thể chia ra thành nhiều tác vụ khác nhau, mỗi tác vụ thực hiện các chức năng khác nhau chẳng hạn, ví dụ thế. Thì chúng ta có thể tạo cái định cái thời gian sự hoạt động cho mỗi cái tác vụ đấy này, rồi chúng ta có thể quy định ra là tác vụ nào thực hiện trước, tác vụ nào thực hiện sau, tức là quy định cái mức ưu tiên của mỗi tác vụ, lựa chọn cái tác vụ nào sẽ được thực thi tại một cái thời điểm nào đó, đúng không? Đấy thì là đấy gọi là tất cả gọi là các quản lý các cái tác vụ đó. Rồi trong mỗi hệ điều hành thì sẽ có quy định về gì nhỉ, gọi là các cái trạng thái của tác vụ khác nhau. Thì với Freatop thì chúng ta cũng có các trạng thái tác vụ đó, và chúng ta biết cách là gì? Sử dụng và nắm bắt được cái trạng thái của mỗi tác vụ tại một thời điểm. Nó thì đấy là về cái chương 2, nội dung về phần hàng đợi nữa. Hàng đợi cũng tương tự như thế đấy nhỉ. Rồi chương 3 là quản lý ngắt. Quản lý ngắt thì với mỗi hệ điều hành chúng ta sẽ có một cái gọi là các cái bảng ngắt, các số hiệu ngắt, và chúng ta sẽ có các chương trình con phục vụ ngắt. Đó. Thì trong mỗi ngắt đó thì sẽ có gì các khi mà xảy ra cái ngắt đó, đúng không? Thì là cái chức năng nào được thực hiện, cái chức năng đó sẽ được định nghĩa trong cái chương trình con phục vụ ngắt đấy. Chúng ta học môn nguyên lý hệ điều hành rồi thì chúng ta sẽ biết các cái vấn đề đó, đúng không nhỉ? Thế thì có thể là gì nhỉ? Chúng ta có thể sử dụng các cái khái niệm khác nhau, ví dụ như semaphore và hàng đợi, để chúng ta có thể thực thi các cái chương trình con phục vụ ngắt, hay là thậm chí chúng ta có các mô hình gọi là ngắt lồng nhau, nhỉ? Ngắt lồng nhau đấy, thì chúng ta quản lý các cái ngắt đó như thế nào đấy, đấy là nội dung chương 3. Chương 4 sẽ là quản lý tài nguyên và bộ nhớ. Thì các vấn đề liên quan đến việc là các cái tài nguyên chia sẻ được sử dụng bởi nhiều đối tượng khác nhau thì chúng ta quản lý như thế nào, và với các bộ nhớ thì chúng ta phân phối, trong gọi là phân bổ cái bộ nhớ đó, thu hồi cái bộ nhớ, cấp phát bộ nhớ, rồi bảo vệ truy cập bộ nhớ như thế nào. Đấy, những cái vấn đề gặp phải khi chúng ta sử dụng bộ nhớ. Đấy. Thì là chương 4, và chương 5 là cái xử lý sự cố.
và sẽ có những cái lỗi phổ biến khi chúng ta lập trình với FreeRTOS nè, chúng ta thường gặp phải thì và cách khắc phục nó như thế nào đó. Thì đấy là nội dung 5 chương của môn, thì tương ứng là chúng ta sẽ có các bài tập tương ứng về 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 cái phần đó. Thì cô bổ sung thêm cái phần quản lý thiết bị vào ra và quản lý thời gian nữa, thì các slide phía sau cô sẽ đẩy thêm vào. Thế thì tuy nhiên là một cái nhược điểm của FreeRTOS là nó không cung cấp sẵn các cái chức năng liên quan đến hỗ trợ các giao thức mạng, rồi các chức năng liên quan đến tức là các cái trình biên dịch, các cái trình biên dịch cho các cái thiết bị á, thì nó cũng không có, nó không có, bởi vì là nó tối giản nhất có thể. Thế tuy nhiên thì nó cũng, nếu mà chúng ta học sâu thì chúng ta có thể phát triển thêm được. Ví dụ như là các bạn học những cái môn về lập trình nhân Linux này, lập trình driver vân vân, thì những cái nền tảng đó để hỗ trợ chúng ta có thể phát triển thêm những cái module cho các cái hệ điều hành, các cái nhân thời gian thực của các hệ điều hành thời gian thực đó nhỉ. Đấy, thì tức là chúng ta tổng hòa nhiều môn, chúng ta được một cái khối lượng, một cái hệ thống chương trình nó tốt hơn nhỉ. Thì đó, thì nếu là cô lướt qua về các cái nội dung trong cái môn học, từ trong giáo trình, trong đề cương chi tiết và trên thực tế chúng ta triển khai như thế nào. Thì tuy nhiên là trong quá trình xây dựng chương trình, giáo án cũng như là giáo trình thì không thể tránh khỏi những cái sai sót nào đó. Thì cô mong là trong quá trình tham khảo, rồi trong quá trình học, trong quá trình mà các bạn nghiên cứu thêm, thì các bạn thấy là có những cái bất cập gì đó ở giáo trình, ở chương trình, thì các bạn, cô rất mong là các bạn sẽ góp ý. Các bạn sẽ góp ý với cô để cô có thể hoàn thiện thêm cái chương trình cũng như là giáo án cũng như là giáo trình để hỗ trợ tốt nhất cho cái chuyên ngành của chúng ta, đúng không? Đấy, thì cô rất là mong muốn các bạn như thế. Thì về tài liệu tham khảo thì cô cũng đã up cho các bạn ở trên bộ học liệu rồi. Cô up 6 quyển, đúng không? Cho thêm kèm thêm một cái quyển về về phần phần hướng dẫn sử dụng manual thủ công đối với FreeRTOS đấy. Thì các bạn tham tham chiếu để chúng ta mở rộng thêm vấn đề. Ngoài giáo trình chúng ta có một các cái tài liệu tham khảo đó. Về về mặt thực hành thì thường là cô sẽ đưa ra một yêu cầu nào đó, nhưng mà kèm với đó là cô link đây cho các bạn là những cái tài liệu tham khảo này, video này hoặc là guide kia, để các bạn có thể hoàn thiện tốt nhất cái bài tập đó. Đấy, nên các bạn hoàn toàn yên tâm là chúng ta có cái cơ sở để chúng ta hoàn thiện được cái bài tập đó. Thì việc còn lại của chúng ta là có làm hay không thôi, và làm đến mức độ nào, hiểu đến mức độ nào thôi, thấy chưa nhỉ? Đó. Thì đấy là cái về nội dung môn học và chương trình của chúng ta. Thế còn về chúng ta có bất cứ cái vấn đề gì thắc mắc về chương trình, về chuyên ngành, thậm chí cả đời sống, đúng không? Cả chuyên ngành hẹp vân vân, thì các bạn có thể liên hệ với cô qua email này hoặc là email của học viện, đúng không? LTH Vân nhá, email của học viện. Đấy, số điện thoại cá nhân của cô thì các bạn có thể liên hệ qua Zalo bất cứ lúc nào nhỉ. Đấy, thì đấy là cái thông tin liên hệ. Đó là những cái nội dung lướt qua, giới thiệu sơ qua về về học phần. Đó. Thì bắt đầu từ học kỳ này chúng ta sẽ có nhiều môn nữa liên quan đến gọi là cơ sở chuyên ngành của lập trình phát triển phần mềm nhúng và di động. Đấy, thì các bạn, cô mong là các bạn dùng toàn lực toàn tâm để chúng ta nghiên cứu một cách gọi là nghiêm túc các môn, tất cả các môn chuyên ngành, cơ sở chuyên ngành và chuyên ngành hẹp, để chúng ta có cái kết quả tốt nhất khi mà ra trường nhé. Khóa khóa 1 và khóa 2 cô thấy khá là ok về mặt gì nhỉ? Nhu cầu thị trường sử dụng. Vì các anh chị từ năm 3, năm 4 là các bạn đã đi làm và tiếp cận cái công việc rất là nhanh chóng rồi. Nên chúng ta không lo về cái khoản đầu ra.
mà chúng ta lo về cái khoản là cái trang bị của mình như thế nào để tiếp cận ra bên ngoài thôi, chưa nhỉ? Đấy, thì đấy là cái nội dung đầu tiên cô muốn truyền đạt với các bạn. Nội dung tiếp theo sẽ chính là cái phần chương 1. Phần này gần như là cơ sở lý thuyết hết. Thì cô cũng giới thiệu cô sơ qua những cái nào mà cần phải nhấn mạnh thì nhấn mạnh, những cái nào mà các bạn có thể đọc lại, các bạn có thể xem giới thiệu, cái phần giới thiệu đó thì các bạn sẽ đọc nhé. Thì cơ bản là cô không muốn là chỉ giới thiệu một chiều, chúng ta sẽ đọc nhiều nhiều tài liệu và tham chiếu nhiều hơn. Chương 1. Đó, cô để hình ảnh này bởi vì là chúng ta sẽ triển khai Freeport thể điều hành thời gian thực này trên kit Anuno. Có nhiều loại kit Anuno, nhưng mà chúng ta cái hình ảnh trên này là kit Anuno Uno chúng ta sẽ dùng để thực hành cho toàn bộ các bài lab của chúng ta nhé. Đấy. Và cái đồ án môn học thì cô cũng yêu cầu các bạn là dùng Anuno. Ừ. Còn chức năng của hệ thống các bạn xây dựng như thế nào là tùy, do miễn là các bạn áp dụng ở trong đấy càng nhiều càng tốt các thành phần của FreeRTOS vào. Rồi, nội dung của chương này thì sẽ có các cái phần chính như sau. Chúng ta sẽ đề cập lại một số cái khái niệm. Mạng máy còn chưa chuyển sang slide khác nhỉ? Một số cái khái niệm liên quan đến hệ điều hành này, hệ điều hành nhúng này, hệ điều hành thời gian thực là như thế nào. Đấy. Rồi, cái phần lịch sử ra đời thì cô muốn các bạn đọc tài liệu, cô không giới thiệu ở đây nữa. Phân loại hệ điều hành thời gian thực, kiến trúc và các thành phần cơ bản của một hệ điều hành thời gian thực. Một số hệ điều hành giới thiệu một số hệ điều hành thời gian thực thông dụng và ứng dụng của nó trong các cái lĩnh vực khác nhau. Thì đấy là nội dung của chương 1. Đó, thì lần lượt nhá, mục 2 là chúng ta về đọc trong giáo trình nha, lịch sử ra đời của hệ điều hành thời gian thực. Một số cái khái niệm này chúng ta gặp khá nhiều rồi, như hệ điều hành là gì và hệ điều hành nhúng là như thế nào. Trước khi học môn này chúng ta đã học các môn đã có từ nhúng trong đấy rồi đúng không? Ví dụ gì nhỉ? Công nghệ phần mềm nhúng, ví dụ như là thiết kế, gì à? Phân tích thiết kế, hệ thống nhúng đúng không? À, kiểm thử ạ, kiểm thử phần mềm nhúng hay là kiểm thử hệ thống nhúng, tên là thế đấy, là các môn đấy các bạn đã học rồi đúng không? Thì nhắc lại một chút, hệ điều hành là gì, hệ điều hành nhúng là gì, ai phát biểu cho cô nào? Được chưa học cô ạ? Kỳ này là chúng ta sẽ học quen với một số cái môn về 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 nhúng. Hệ điều hành là gì thì chúng ta sẽ có rồi đúng không? Có rồi, nguyên lý hệ điều hành rồi mà. Được chưa? Và chúng ta tất cả thiết bị chúng ta đang sử dụng, ví dụ laptop, thiết bị cầm tay, điện thoại, vân vân, đều có hệ điều hành hết, đúng không? Nhờ hệ thống nhúng là như nào? Như vậy là chúng ta sẽ đề cập sâu hơn về cái phần hệ điều hành nhúng, hệ thống nhúng một chút. Rồi, ok. Hệ điều hành thì chúng ta biết quá rồi đúng không nhỉ? Là một phần mềm. Phần mềm này sẽ là nền tảng để cho phép chúng ta vận hành các cái ứng dụng khác, vận hành hoạt động rồi vận hành các ứng dụng khác trên một cái thiết bị điện tử nào đó đúng không? Thế đây là dẫn nền tảng là để chúng ta cài đặt các ứng dụng và chạy các cái ứng dụng khác đúng không? Giống như cái laptop của chúng ta chẳng hạn, máy tính của chúng ta chẳng hạn, chúng ta mua về là gì, nó chỉ có hệ điều hành DOS thôi, hoặc là hệ điều hành giả lập, DOS giả lập đúng không? Chúng ta phải cài đặt một cái hệ điều hành
trên đó để giúp chúng ta dễ dàng thuận tiện trong việc là vận hành hệ thống, khởi động này, tắt máy này, chúng ta có thể gì nhỉ? Sử dụng những cái ứng dụng trên đó, hoặc là chúng ta bổ sung, hoặc là chúng ta loại bỏ bớt các cái ứng dụng trên đó chẳng hạn, vân vân. Đấy, thì đấy là cái chức năng của hệ điều hành. Thì thông qua hệ điều hành, con người có thể điều hành, quản lý các thiết bị phần cứng và phần mềm của hệ thống, đúng không? Có thể là sử dụng phần cứng là các bộ nhớ, và có thể gì ạ? Quản lý các cái tài nguyên ở trong đó, tài nguyên về mặt phần cứng phần mềm, đúng không? Đấy, thì đây là một số cái nốt về các chức năng của hệ điều hành. Bất kỳ thiết bị nào có hệ điều hành thì nó phải hỗ trợ chúng ta các chức năng này. Đấy, tổ chức giao tiếp giữa con người với hệ thống, cái này chắc chắn rồi, đúng nha. Cung cấp tài nguyên cho các chương trình và cách tổ chức thực hiện các chương trình đó. Đấy, là hỗ trợ cho việc vận hành các cái chương trình đó, sử dụng các chương trình đó. Tổ chức lưu trữ thông tin trên bộ nhớ ngoài, sẽ hỗ trợ bộ nhớ ngoài của chúng ta cung cấp các cái công cụ để tìm kiếm và truy cập thông tin. Cái này chắc chắn rồi, đúng không? Nếu muốn muốn tìm một cái file ảnh nào đó của người yêu để up lên nhá, thì cái hệ điều hành của chúng ta phải có cái chức năng đó chứ, đúng không? Đấy, kiểm tra và hỗ trợ bằng phần mềm cho các thiết bị ngoại vi để khai thác chúng một cách thuận lợi hiệu quả nhất. Đấy, kiểm tra hỗ trợ bằng phần mềm cho các thiết bị ngoại vi, đúng không? Tức là chúng ta có thêm bớt các thiết bị ngoại vi nào đó, và việc sử dụng các thiết bị ngoại vi như thế nào thì trên hệ điều hành phải có phần mềm hỗ trợ chúng ta thực hiện cái điều đó để có thể khai thác các thiết bị ngoại vi một cách hiệu quả nhất. Đó. Và cung cấp các dịch vụ tiện ích cho hệ thống. Dịch vụ tiện ích mà chúng ta hay hay sử dụng nhất và tiện lợi nhất, chúng ta sẽ thấy là trên các hệ thống chúng ta có cái tiện ích là sao lưu phục hồi hệ thống. Đấy, ví dụ như trên hệ điều hành Windows của chúng ta, đúng không? Cho phép chúng ta backup và restore, backup tại một cái thời điểm nào đó chúng ta thấy máy của chúng ta ok nhất. Đó là cái hệ thống của chúng ta được cài đặt đầy đủ nhất và vận hành tốt nhất, thì chúng ta backup lại với cái thời điểm đấy. Sau này hệ thống chúng ta có gặp vấn đề gì đó thì chúng ta hoàn toàn có thể phục hồi lại hệ thống tại cái thời điểm mà chúng ta đã backup trước đó, để có thể đạt được cái trạng thái hoạt động tốt tốt như như y như cái lúc đó, đúng không? Hiện nay con người chúng ta đang hướng theo cái hướng đó, là máy thời gian ấy, trở về một cái thời gian nào đó mà mình mong muốn sinh hoạt hoạt động ở thời thời điểm đó. Thì trên các thiết bị điện tử chúng ta đã đạt được cái đó rồi, nhưng trong đời sống con người chúng ta chưa được chưa 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 có thành công thôi, là thử nghiệm rất nhiều rồi, đúng không nhỉ? Đấy, thì đấy là hệ điều hành của thiết bị. Thì sau này chúng ta có một cái khái niệm hệ điều hành nữa, chúng ta đã học ở các cái môn về mạng, đó là hệ điều hành mạng, đúng không? Hệ điều hành mạng thì hệ điều hành mạng ngoài cái chức năng là một hệ điều hành cài đặt trên cái thiết bị trên một máy máy chủ, chúng ta gọi là server, đúng không? Ngoài cái chức năng để quản lý vận hành cái thiết bị đó, thì chúng ta có bổ sung thêm các cái công cụ để chúng ta thực hiện cái việc quản trị hệ thống mạng, đúng không? Quản trị tài nguyên rồi quản trị người dùng, tài nguyên mạng và quản trị người dùng, rồi phân phân quyền bảo mật, vân vân, tất cả các cái công cụ để hỗ trợ cho trong một cái mô hình mạng nào đó, đúng không? Chúng ta có hệ điều hành mạng, ví dụ Windows Server hoặc là Linux Server, các phiên bản khác nhau, đúng không? Fedora rồi Red Hat rồi gì nhỉ? CentOS, vân vân, rất là nhiều. Đấy. Thì chúng ta phân biệt các cái khái niệm hệ điều hành và hệ điều hành mạng như nào. Rồi, sang một khái niệm nữa là hệ điều hành nhúng. Hệ điều hành nhúng. Hệ điều hành nhúng là hệ điều hành sử dụng cho các hệ thống nhúng. Thế như thế nào là các hệ thống nhúng? Thì hệ thống nhúng thì chúng ta xung quanh chúng ta rất là nhiều. Từ gì nhỉ? Điện thoại, máy giặt, tivi, lò vi sóng, vân vân. Các thứ, các thiết bị mạng như là router, switch, vân vân. Thì đều là các cái thiết bị nhúng. Chúng ta nói là trong các thiết bị điện tử ở trong đời sống con người thì chiếm đến 90 đến 99% là các thiết bị và hệ thống nhúng. Đấy, thì hệ thống nhúng là một hệ thống có khả năng tự trị, được nhúng vào một môi trường hay là một
hệ thống mẹ nào đó. Hệ thống này sẽ thực hiện cái chức năng, một hoặc một vài chức năng chuyên dụng nào đó. Một vài chức năng chuyên dụng nào đó. Thế là hình dung như là ví dụ như là trong sản xuất công nghiệp chẳng hạn, chúng ta có một dây chuyền sản xuất thì từng cái bộ phận trong đó sẽ thực hiện một cái chức năng trong toàn bộ dây chuyền sản xuất đó, đúng không? Chúng ta có đấy thì các cái hệ thống này là phải tích hợp cả phần cứng và phần mềm để phục vụ cho cái bài toán chuyên dụng về cái lĩnh vực đó, ví dụ như là điều khiển tự động hoặc là trong truyền tin hoặc là trong gì ạ, quan trắc hay trong sản xuất công nghiệp vân vân, rất là nhiều, hoặc là thậm chí là trong gia dụng, các thiết bị gia dụng của chúng ta là các cái thiết bị, các hệ thống nhúng mà phục vụ chỉ một vài cái chức năng cụ thể thôi, đúng không? Đấy. À, thì đặc điểm của các hệ thống nhúng ở đây là chỉ thực hiện một vài cái chức năng nhất định, một vài chức năng nhất định, thường đi kèm với những yêu cầu cụ thể và bao gồm một số thiết bị máy móc phần cứng chuyên dụng. Đó. Thì đặc điểm của hệ thống nhúng, đặc điểm đầu tiên. Đặc điểm thứ hai là phải hoạt động ổn định, bởi vì nó chỉ chuyên biệt cho những cái chức năng đó thôi. À, thì nó phải là chuyên gia cho cái chức năng đó, phải cái hệ thống như thế, đúng không? Hoạt động phải ổn định và có tính năng tự động hóa cao, tính năng tự động hóa cao, cả ít có sự can thiệp của con người trong cái quá trình nó xử lý, chỉ có đầu vào rất ít và đầu ra thì nó phải tự động thực hiện, đúng không? À, tối ưu hóa nó nhằm giảm thiểu kích thước và chi phí sản xuất. Thường các cái hệ thống nhúng này là những cái hệ thống mà được sản xuất với số lượng lớn, sản xuất hàng loạt để cạnh tranh trên cái thị trường, thì nó có sự cạnh tranh thì bắt buộc là nó phải được tối ưu để giảm cái kích thước, giảm chi phí. Đấy. À, các cái doanh nghiệp cũng cạnh tranh nhau ở đó. Hiện nay chúng ta thấy cái cuộc chạy đua với các thiết bị cầm tay, các thiết bị điện thoại chúng ta cứ 6 tháng đến 1 năm mà chúng ta có một cái sản phẩm của một hãng mới được ra đời, đúng không nhỉ? Đấy, ví dụ như iPhone chúng ta vừa mới nhận iPhone 12, chúng ta 6 tháng sau chúng ta có thông tin về iPhone 13 bắt đầu ra vân vân đó. Thì có sự cạnh tranh, nó vì cạnh tranh về chức năng, cạnh tranh về giá thành, cạnh tranh về kích thước, về rất nhiều các cái lĩnh vực khác, rất nhiều các cái yếu tố khác nữa. Đấy, thì đấy là cái đặc điểm của các cái hệ thống nhúng. Nó đa dạng phong phú về chủng loại, đa dạng phong phú về chủng loại. Chúng ta biết là có rất nhiều các thiết bị, đúng không? Chúng ta, con người chúng ta sử dụng các hệ thống nhúng hết, về đồng hồ thông minh rồi, các cái thiết bị mạng, rồi đến các hệ thống lớn hơn như là đèn giao thông, rồi các bộ kiểm soát trong nhà máy vân vân đó, rồi đến các cái hệ thống nhúng trên tàu vũ trụ, trên máy bay vân vân, tất cả đấy, thì nó có một cái đặc điểm là không phải hệ thống nhúng nào cũng có yêu cầu về mặt giao diện sử dụng, là có thể là những hệ thống là chỉ cần các nút bấm thôi, đúng nhỉ? Các nút bấm thôi. Rồi trước đây chúng ta có các thiết bị gia dụng, chúng ta chỉ có nút bấm. Sau này chúng ta có màn hình cảm ứng cho các đó, đúng không? Máy giặt hiện nay chúng ta cũng có màn hình cảm ứng rồi. Đấy. Thì rồi sau này có tùy vào những cái thiết bị là chúng ta sẽ có những cái màn hình đồ họa, rồi màn hình cảm ứng, rồi giao diện web vân vân. Đấy, thì phát triển khác nhau ở trên đó thì nó rất là đa dạng. Đấy, chúng ta thấy là hiện nay trong đời sống của chúng ta chiếm quá nhiều các cái thành phần, các cái hệ thống nhúng như thế, và đấy cũng là một cái đất, mảnh đất rất là màu mỡ để chúng ta khai thác, chúng ta tha hồ mà sáng tạo các sản phẩm của mình. Hiện nay chúng ta đang theo hướng là robot sẽ phát triển và thay thế con người ở một số cái chức năng nào đó. Sau này một số công việc của chúng ta thì robot sẽ làm và con người sẽ mất việc nhiều á, nên là chúng ta sẽ hướng đến cái những cái công việc mà chúng ta làm ra những cái sản phẩm như thế thì tốt hơn, đúng không? Đấy, thì một số ví dụ điển hình về hệ thống nhúng chúng ta có thể nhìn thấy trên màn hình, đúng không? Đấy, các cái hệ thống dẫn đường không lưu chẳng hạn, với
với đường hàng không đúng không, các hệ thống định vị toàn cầu vệ tinh vân, các thiết bị gia dụng đã có, các thiết bị kết nối mạng cũng là các hệ thống nhúng, các thiết bị văn phòng chúng ta sử dụng hàng ngày cũng là các hệ thống nhúng thôi đúng không, các thiết bị y tế đó để theo dõi sức khỏe, để hỗ trợ phẫu thuật, hỗ trợ các bác sĩ thực hiện phẫu thuật vân vân chẳng hạn, thì đều là các cái hệ thống nhúng, các robot này đúng không, robot y tế nó có rồi, robot gì nhỉ, robot giảng viên có nhỉ, robot hỗ trợ trong y tế có rồi đúng không, đấy thì có rất nhiều các cái lĩnh vực đấy. Thì do đó là những cái môn về nhúng thì cô thường là để cho các bạn tự hình dung ra một cái yêu cầu đề bài nào đó, các bạn đề xuất một cái hệ thống nhúng nào đó. Thì qua khóa CT1 và CT2 rất nhiều các sản phẩm được đưa ra và rất là tốt. Đấy. Tức là nó có yêu cầu về mặt thực tế và mình sản xuất nó ra được, đáp ứng được đúng cái yêu cầu về chức năng như thế. Đấy. Thế còn tùy vào môn học thì với những sản phẩm đó, môn học này yêu cầu góc cạnh này, môn học kia yêu cầu góc cạnh kia đấy, thì các bạn cứ học và cứ đầu tư về vật chất, đầu tư về thời gian để chúng ta nghiên cứu nhé. Về hệ điều hành nhúng thì đó là hệ điều hành phục vụ cho các cái hệ thống nhúng này thôi. Một số cái hệ điều hành nhúng điển hình nổi trội hiện nay các bạn nhìn thấy trên màn hình Embedded Linux này, về Xcode hay Windows chúng ta cũng có các bản Windows CE, LinuxOS này, cái hệ điều hành QNX các bạn sẽ thấy rất là nhiều bạn nào sử dụng máy điện thoại BlackBerry, một số cái hãng ô tô cũng sử dụng cái hệ điều hành này để phát triển các cái giao diện, phát triển các cái hệ thống nhúng phục vụ cho giải trí, phục vụ cho điều khiển trên các thiết bị đó. Rồi đốt cũng là một hệ điều hành nhúng nhỉ. Rồi thì với các hệ thống nhúng thì chúng ta cũng có thể phân loại nó theo, đây là cô cũng tham khảo phân loại nó theo hai loại gọi là hệ thống biến đổi về hệ thống phản ứng. Thì cái việc phân loại này đó là dựa vào cái phản ứng của hệ thống đó đối với cái điều kiện môi trường, đối với các cái dữ liệu đầu vào khác nhau. Thế thì hệ thống biến đổi tức là gì? Đó. Tiếp cận một chiều các cái tín hiệu từ các cảm biến để đưa vào giao diện tiếp cận của hệ thống nhúng, và từ đó thì hệ thống nhúng sẽ đưa ra cái giao diện truyền đến các cái bộ động chuyển bộ truyền động khác để thực hiện các chức năng dựa vào việc vận hành vận động đó. Chúng ta gọi là hệ thống biến đổi cái bộ truyền động sau đó sẽ tác động vào cái môi trường xung quanh đấy. Thế còn hệ thống phản ứng đó là gì nhỉ? Trong cái môi trường xung quanh đó sẽ có liên tục các cái đầu vào tác động đến cái hệ thống nhúng đó, và hệ thống nhúng sau đó sẽ đưa ra liên tục các cái phản ứng đầu ra. Chúng ta gọi là các hệ thống phản ứng. Chúng ta dựa vào thành phần và cái cách đáp ứng của hệ thống đó đối với môi trường để chúng ta phân biệt đó là hệ thống biến đổi hay hệ thống phản ứng. Rồi khi mà chúng ta phát triển các hệ thống nhúng thì đặc biệt là chúng ta phải nhớ đến các cái ràng buộc của các hệ thống nhúng đó, về ràng buộc về kích thước, ràng buộc về cái trọng lượng, cái khối lượng của hệ thống đó, đó. Rồi về công suất sử dụng nên là phải là thấp thôi để nó sẽ không được tạo ra nhiều cái nhiệt lượng quá nhiều trong cái quá trình hoạt động. Rồi thường các hệ thống nhúng đó thì hỗ trợ là tương tác, thay con người tương tác với môi trường, những cái môi trường khắc nghiệt khác nhau, ví dụ như là môi trường hóa chất, về môi trường về có nhiệt độ áp suất nó đặc biệt đó. Ví dụ như là các cái hệ thống mà chúng ta
Hiện nay chúng ta đang đi 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 thăm dò các cái lớp khác nhau, tầng khác nhau ở vỏ trái đất, bên trong đó, lòng đất, thì con người không thể đạt đến những cái độ sâu như thế với những cái môi trường khác nhau như thế, thì đưa các cái con robot, đưa các cái hệ thống nhúng xuống để thay con người, đúng không? Hay là khám phá vũ trụ, chúng ta cũng thế, không thể đưa con người thử nghiệm ngay lập tức lên được, mà chúng ta phải có cái hệ thống đi trước để dò dò trước đó. Rồi hay là thám hiểm ở dưới lòng biển, đúng không? Dưới đáy biển, dưới đáy đại dương, để chúng ta tìm kiếm các cái nguyên liệu mới, các cái nguồn nguồn nguyên liệu mới cho con người, hoặc là đơn giản là chúng ta chỉ khám phá những cái môi trường xung quanh của chúng ta thôi, đúng không? Đấy. Thì những cái môi trường đấy rất là khắc nghiệt, con người không 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 có thể đó. Thì khi chúng ta sản xuất những cái hệ thống nhúng để đáp ứng cái việc vận hành trên các môi trường đó, thì chúng ta cũng phải đặc biệt quan tâm đến chất liệu, đặc biệt quan tâm đến cái điều kiện hoạt động của nó có đáp ứng được hay không. Rồi, với các hệ thống nhúng mà yêu cầu sử dụng trong các hệ thống an toàn quan trọng thì bắt buộc các hệ thống nhúng này phải có những ràng buộc về mặt là hoạt động trong thời gian thực, hoạt động có đáp ứng thời gian thực hay không, và cái độ tin cậy của nó phải cực cao để sử dụng trong các hệ thống an toàn quan trọng đó. Rồi, về mặt chi phí nó phải phải tính toán được, phải tính ra cái lợi nhuận khi mà chúng ta sản xuất những cái thiết bị đó. Sản xuất thì mất, ví dụ như chúng ta sản xuất cái hệ thống của mình mất 500 nghìn, và chúng ta bán ra thị trường các cái thiết bị chúng ta cạnh tranh nó chỉ có 200 nghìn thôi, thì chúng ta hoàn toàn phải cân nhắc, đúng không? Ví dụ như học xong một số cái môn như thế này, chúng ta có thể về làm cho các em mình, cho các cháu mình các cái thiết bị, ví dụ như là máy bay, ví dụ như ô tô, vân vân các kiểu, vận hành theo điều khiển, có điều khiển các kiểu. Nhưng nếu mà chúng ta không tính toán được cái việc lựa chọn các thiết bị rồi sản xuất ấy, thì là chúng ta sẽ không cạnh tranh được với cái giá thành của các cái đồ chơi đó của Trung Quốc đâu. Đúng không? Chúng ta mua chúng ta sản xuất có thể 500-600 nghìn, nhưng mà họ bán chỉ có 200 nghìn thôi, 100 mấy thôi. Đấy, thì chúng ta cũng phải lưu ý về cái phần đó. Các cái doanh nghiệp hiện nay, chúng ta các doanh nghiệp mà về 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 sản xuất hệ thống nhúng của chúng ta hiện nay đang khá là cạnh tranh so với thế giới, nên là họ họ cũng tính toán cái phần phần đó rất là nhiều. Thậm chí là ngoài cái việc là trước đây thì họ họ phát họ, họ thực hiện dựa vào việc gia công, sản xuất gia công cho đặt hàng của các cái doanh nghiệp khác, doanh nghiệp nước ngoài hoặc doanh nghiệp khác, nhưng mà sau này thì họ cũng phát triển theo cái hướng là có đầy đủ bộ phận và phát triển sản phẩm từ đầu. Đấy, thì có bắt đầu có tính cạnh tranh, và do đó thì cái nhân lực về phần phần phát triển nhúng, phần mềm nhúng cũng như là hệ thống nhúng, hệ thống IoT thì quét hết tất cả các cái bộ phận trong cái doanh nghiệp đó. Thì chúng ta cũng lưu ý, thì chúng ta cũng có nhiều lựa chọn trong nghề nghiệp, chứ không phải là chỉ có kỹ sư lập trình nhúng riêng, mà có rất nhiều các cấp độ khác nhau, làm việc khác nhau. Đấy, chúng ta yên tâm là như thế. Rồi, ok, chúng ta nghỉ giải lao 10 phút nhé, trước khi chúng ta vào phần tiếp theo, được chưa ạ? 13:40 chúng ta quay vào nhé. Rồi, ok các em.
Thường tắt vào lớp là các bạn. Phòng nhúng ở đâu không biết hả? Ở bên TB1, tầng 1 TB1 phòng 106 nhá. TB1 là tòa gì nhỉ? Tòa trung tâm ngoại ngữ ấy, đúng không? Rồi chúng ta vào lớp đi. Nãy giờ cô cứ nói thao thao bất tuyệt nữa, khi là ngủ cũng rồi ấy nhở. Lưu Thanh Tùng, Ngô Ngọc Biên, tỉnh chưa? Em vẫn xem cô mà cô. Em vẫn đang xem đấy ạ. Ok. Cô chỉ sợ là cô nói một mình thôi. Học trên này chẳng biết mặt bạn nào với bạn nào luôn. Ok, chúng ta tiếp tục nhá. Để lát nữa thực hành yêu cầu các bạn bật hết cam lên cho xem. Nhủ. Rồi như vậy chúng ta tổng kết lại là hệ điều hành nhúng là gì đúng không? Ta đọc ở trên này nhá. Hệ điều hành nhúng là một hệ điều hành cho các hệ thống nhúng đúng không? Các loại hệ điều hành này thường được thiết kế để tiết kiệm tài nguyên và đáng tin cậy. Đấy thì đó là đặc điểm để đáp ứng cho cả các cái hệ thống nhúng thôi. Phần cứng chạy hệ điều hành nhúng có thể rất hạn chế về tài nguyên, về bộ nhớ, về CPU nữa. Thì, tức là các vi điều khiển của chúng ta, các cái bo mạch của chúng ta ấy. Đấy, hạn chế về mặt bộ nhớ ROM RAM, hạn chế về mặt tốc độ xử lý của CPU. Nên là sau này chúng ta có muốn phát triển mà mở rộng thêm các cái gọi là các tính năng đảm bảo an toàn bảo mật hoặc là gì nhỉ, phát triển thêm các cái gọi là các ứng dụng khác thì chúng ta cũng rất là cân nhắc khi chúng ta phát triển bổ sung thêm như thế đấy, bởi vì là nó khá là hạn hẹp về tài nguyên. Do vậy thì những cái hệ điều hành nhúng phải được thiết kế làm sao cho nó phù hợp với cái phạm vi cái tài nguyên giới hạn như thế đúng không? Tuy nhiên mà vẫn phải đáp ứng được các hoạt động mong muốn của hệ thống. Đó. Thì các cái hệ điều hành nhúng thì thường thì người ta viết phát triển trên các cái mã ví dụ mã gọi là làm các ngôn ngữ máy hoặc là ngôn ngữ C. Đấy. Thì để tận dụng tối đa cái tốc độ của CPU khi mà mình mà vận hành hệ thống đấy thì thường thì chúng ta sẽ tiếp cận đến ngôn ngữ C, ví dụ FreeRTOS chúng ta cũng dùng C. Ngôn ngữ máy là ít hơn, ngôn ngữ máy thì thường là chúng ta lập trình cho phần cứng ở phần dưới lập trình đến đến thanh ghi hoạt động của thanh ghi ấy. Thì tuy nhiên các cái môn của chúng ta về chuyên ngành nhúng thì chúng ta vẫn chưa có tiếp cận đến nhiều đến 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 thanh ghi đâu, nhưng mà công việc về sau thì các bạn sẽ có, tùy vào mức độ công việc các bạn sẽ có như thế. Thế thì bạn nào mà muốn đặc biệt giỏi về cái phần phần nhúng thì các bạn là phải phải học về vi điều khiển, học về vi điều khiển là cái hướng tiếp cận của các bạn khoa điện tử viễn thông, các bạn DT ấy, thì các bạn tiếp cận theo cái hướng là đấy thiết kế design cái mạch cái bo mạch ấy. Đó thì đấy các bạn sẽ chắc hơn chúng ta về cái phần đấy. Thế còn chúng ta thì đang hướng đến cái hướng là gì nhỉ, lập trình AI, lập trình IoT cho trên các hệ thống nhúng đấy. Đó. Gọi là gì nhỉ, trí tuệ nhân tạo và các hệ thống internet vạn vật IoT ấy. Đó, chúng ta hướng tiếp cận là như thế, chúng ta hướng khác so với các bạn điện tử một chút. Tuy nhiên là về sau mà chúng ta muốn làm rất là tốt cái chuyên ngành nhúng của chúng ta thì chúng ta thêm cái tiếp cận về cái phần vi điều khiển nữa thì chúng ta tốt hơn, ổn hơn đấy.
Đấy là câu nói riêng về cái hướng tiếp cận giữa hai khoa nó khác nhau một chút ở đấy. Rồi, một cái khái niệm nữa là khái niệm thời gian thực ở trong cái hệ điều hành thời gian thực. Thì cái thời gian thực ở đây thể hiện ở chỗ là cái việc cái khoảng thời gian, cái đáp ứng của hệ thống đối với những cái ngữ cảnh khác nhau, tức là nó sẽ phản ứng đúng thời điểm với cái môi trường, với cái ngữ cảnh đó, phản ứng một cách thích hợp, chính xác nào, trong một cái khoảng thời gian deadline nào đó, nó bắt buộc là nó phải phản ứng được và nó phải đáp ứng cái thời gian deadline đấy. Thì qua cái ngưỡng deadline đấy thì nó gọi gọi là không phải là thời gian thực cứng nữa. Chúng ta có hai loại nhé, thời gian thực cứng và thời gian thực mềm. Thời gian thực cứng là gì? Là cái hệ thống mà gì nhỉ? Khi mà xảy ra một sự kiện nào đó thì bắt buộc là hệ thống phải phản ứng thích thời, phản ứng đúng cái thời gian deadline được đặt ra. Ví dụ như là một cái tai nạn xe ô tô chẳng hạn, đúng không? Khi xảy ra tai nạn thì cái hệ thống của chúng ta ngay lập tức phải bật ra cái túi khí để nâng đỡ người lái xe và những người xung quanh trong đó, trong xe, đúng không? Nếu mà không bật ra được đúng cái thời gian quy định như thế thì sẽ ảnh hưởng đến cái tính mạng của con người. Chúng ta gọi là những cái hệ thống đáp ứng cái thời gian thực cứng là như thế. Có một cái deadline, có một cái thời gian deadline mà bắt buộc nó phải phản ứng trong cái khoảng thời gian đấy. Thế còn thời gian thực mềm thì là cái deadline nó không, tức là không có bắt buộc phải phản ứng trong cái khoảng thời gian deadline đó, nó có thể chậm trễ một một chút nhưng không ảnh hưởng đến tính mạng con người. Cái sự phản ứng chậm trễ của nó gây ra cái hậu quả nó không quá nghiêm trọng. Ví dụ như là các cái hệ thống chúng ta đi rút tiền chẳng hạn, đúng không? Hệ thống ngân hàng và ATM chẳng hạn đó, đúng không? Nó có thể chậm, xử lý chậm, mất một vài giây sau chúng ta phải đợi để chúng ta mới rút được tiền, hoặc là một vài giây sau chúng ta mới chuyển sang cái trạng thái mọi chức năng khác, vân vân chẳng hạn. Thì như thế là chỉ ảnh hưởng đến cái tâm lý, cái sự không hài lòng của khách hàng thôi, chứ nó không ảnh hưởng gì đến tính mạng con người, không quá nghiêm trọng đấy. Thì chúng ta gọi là thời gian thực mềm, tức là không bị ràng buộc cứng về cái thời gian phản hồi của hệ thống đó. Để chúng ta phân biệt giữa cái khái niệm thời gian thực và thời gian thực cứng và thời gian thực mềm trong cái quá trình chúng ta phát triển các hệ thống nhúng. Với hệ điều hành nhúng thời gian thực thì chúng ta cũng có phân loại thời gian thực cứng và thời gian mềm, thực mềm đó nhá. Đó, như vậy là về cơ bản thì các chương trình có tính thời gian thực là phải có cái khả năng phản ứng lại các sự kiện trong môi trường mà hệ thống làm việc trong cái khoảng thời gian nhất định nào đó, đúng không? Cái khoảng thời gian deadline của thực cứng và thực mềm nó sẽ khác nhau một chút. Thì những cái hệ thống như vậy chúng ta gọi là các hệ thống hướng sự kiện, event driver, là hướng sự kiện. Đó. Thì chúng ta lưu ý về khái niệm thời gian thực như thế. Như vậy hệ điều hành thời gian thực là cái hệ điều hành hay là cái phần mềm điều khiển chuyên dụng thường được sử dụng trong các ứng dụng điện toán nhúng, là các cái ứng dụng, các hệ thống nhúng chuyên dụng đó, với cái tài nguyên bộ nhớ hạn chế này, với yêu cầu ngặt nghèo về mặt thời gian đáp ứng tức thì, rồi tính sẵn sàng cao và khả năng tự kiểm soát một cách chính xác. Đấy, thì thường hệ điều hành thời gian thực sẽ được sử dụng trên các hệ thống như thế. Có một số cái hệ điều hành thời gian thực phổ biến thì thường thường thì được làm việc, được phát triển ở cho trên các cái hệ thống nhúng như là các hệ thống về bộ định tuyến router, switch ở trên mạng sử dụng để kết nối mạng đó, định tuyến trong mạng, rồi về các động cơ xe hơi chẳng hạn, rồi các cái động cơ máy bay vân vân, đúng không? Máy nhắn tin, điện thoại, các thiết bị y tế vân vân, rất là nhiều các cái lĩnh vực ứng dụng các cái hệ điều hành thời gian thực đó. Thì vấn đề là nó ứng dụng thời gian thực cứng hay thời gian thực mềm thôi, đúng không? Một số cái ví dụ về các hệ điều hành thời gian thực, VSCode cũng có hệ điều hành thời gian thực,
gọi cái bản là AI đúng không? AE đó. Rồi Linux OS QNX cũng có đáp ứng thời gian thực này. Rồi FreeRTOS của chúng ta đó, giờ thời gian thực rất 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 là nhiều nha. Đấy, thì các bạn có thời gian thì các bạn cứ tìm hiểu một vài cái bổ sung thêm đúng không? Ví dụ như QNX cũng khá là thông dụng. Ví dụ như là hệ điều hành nhúng Embedded Linux đó, họ nó tìm hiểu được được càng nhiều còn tốt đúng không? Rồi, một số các đặc điểm khi mà chúng ta so sánh với các hệ điều hành thông thường, hệ điều hành thông thường thì nó có một số cái đặc điểm, đó là cái sự đơn giản hay phức tạp. Cái hệ điều hành thời gian thực thì thường là triển khai trên các cái hệ thống mà chuyên dụng thôi, nên là nó đơn giản hơn so với các hệ điều hành thông thường. Hệ điều hành thông thường thì muốn là đa chức năng mà, muốn đáp ứng một cái hệ thống đa chức năng thì bắt buộc là phải phức tạp rồi, đúng không? Cái sự phản hồi tức là phản ứng của nó đối với các sự kiện đó, nó có phải được đảm bảo hay không? Đấy, thì bắt buộc với các hệ điều hành thời gian thực là bắt buộc phải đảm phản ứng một cái chính xác và trong một khoảng thời gian xác định. Đấy, chứ còn các hệ điều hành thông thường thì cứ theo cái hướng là best effort, tức là nỗ lực tối đa. Best effort tức là cứ cố gắng tốt nhất, là đáp ứng được tốt nhất thôi, chứ còn đáp ứng được đến cái mức độ nào thì cũng tùy vào cái điều kiện lúc đó. Đấy, thì chúng ta gọi là nỗ lực tối đa là như thế. Rồi, có sự ràng buộc về thời gian nghiêm ngặt hay không này. Đó. Thì trên hệ điều hành thông thường thì nó có thiên hướng là theo tính công bằng, tức là gì nhỉ? Nó sẽ thường như hệ điều hành này là đa nhiệm, thì nó tính công bằng, tức là không có ràng buộc chặt chẽ về mặt thời gian, mà nó sẽ cân đối giữa các chương trình, giữa các ứng dụng trong hệ thống, mà nó sẽ cân đối cái khoảng thời gian đó thực thi thời gian đáp ứng của hệ thống, đúng không? Rồi, giới hạn về băng thông lớn nhất và nhỏ nhất, tức là nó có cái ràng buộc về mặt băng thông khi mà xử lý dữ liệu, xử lý truyền thông ở trên cái hệ thống đó. Còn có yêu cầu các thành phần xác định hay không thì chắc chắn là có, bởi vì là gì nhỉ, những cái hệ điều hành này sẽ áp dụng trên các hệ thống nhúng có những chức năng chuyên biệt. Những chức năng chuyên biệt này phải được thực hiện bởi các thành phần xác định đó. Và các hành vi có thể đoán trước, tức là những cái phản ứng, những cái hoạt động của hệ thống phải được dự kiến trước, phải được định nghĩa trước về các hành vi đó. Đấy, đấy là cái yêu cầu ngặt nghèo. Thế còn các hệ điều hành thông thường thì có thể là các hành vi không thể đoán trước được, bởi vì là có rất nhiều các cái bối cảnh khác nhau đó, và họ cũng không ràng buộc cái điều đó, đúng không? Rồi, có thể nâng cấp được trên nền cái hệ điều hành sẵn có. Thế còn các hệ điều hành thông thường thì đôi khi là ta sẽ không quan tâm lắm đến cái vấn đề là nâng cấp hay không, nâng cấp hay không đó. Tùy vào mức độ nhé, tùy vào cái hệ điều hành đó. Đó. Rồi, một cái hình ảnh nữa về so sánh, đây là so sánh về mặt kiến trúc, về mặt kiến trúc của hệ điều hành thời gian thực và kiến trúc của một hệ điều hành chuẩn khác. Thì chúng ta sẽ nhìn thấy khác biệt ở đây, đó chính là các hệ điều hành thời gian thực thì nó sẽ có cái thành phần là nhân hệ điều hành, nhân thời gian thực. Nhân thời gian thực chúng ta gọi là real time kernel, nhân thời gian thực. Thì trên cái cơ sở nhân thời gian thực này sẽ các cái thành phần khác ở phía trên của hệ thống, đó là các cái chương trình điều khiển ngoại vi, chúng ta gọi là driver, các trình điều khiển đó, thì sẽ được phát triển ở trên đó. Sau đó sẽ là gì? Các cái giao diện trung gian và các cái chương trình ứng dụng ở phía trên. Đó là cái thành phần về mặt kiến trúc. Thế còn các cái hệ điều hành chuẩn khác thì chúng ta sẽ thấy là cái phần cốt lõi của nó chính là cái hệ điều hành. Và bên trong cái hệ điều hành đó sẽ có các thành phần là các driver hoạt động ở trên nó, được xây dựng bên trong cái hệ điều hành đó. Còn
về giao diện và cái ứng dụng thì là cái tầng trên nhỉ? Ở cái phần trên thì chúng ta sẽ khác nhau cái mô hình kiến trúc của hai cái dạng hệ điều hành này, đúng không? Trong các hệ thống nhúng thì các ứng dụng phải thường xuyên liên kết với hệ điều hành thời gian thực. Từ lúc khởi động thì ứng dụng phải nhận lấy cái quyền điều khiển từ cái hệ điều hành thời gian thực đó đầu tiên, và sau đó mới bắt đầu cái việc hoạt động của hệ điều hành thời gian thực. Do đó ứng dụng và hệ điều hành thời gian thực phải có mối quan hệ chặt chẽ với nhau. Và còn chúng ta sẽ thấy trong cái thể hiện trong cái kiến trúc đó nhỉ. Nên một số phân loại hệ điều hành thời gian thực thì chúng ta có 3 loại, gọi là thương mại, loại mã nguồn mở và loại dùng để mục đích nghiên cứu. Thì trong cái việc sử dụng để phát triển các cái hệ thống nhúng thì chúng ta thường hay dùng bản thương mại và nguồn mở hơn. Còn cái phần với mục đích nghiên cứu thì người ta dùng cái mục đích nghiên cứu chuyên sâu với các hệ thống chuyên sâu, hoặc là nghiên cứu để đưa ra các giải pháp mới, đưa ra các kỹ thuật mới đó. Đấy thì cái bản thương mại thì sẽ dù là nó tốt hơn ở cái kiểu là các thành phần, các đặc tả của nó cũng như các công cụ mà nó sử dụng để phát triển các ứng dụng thì nó sẽ tốt hơn, tuy nhiên là nó sẽ trả giá bằng cái gọi là gì? Cái tính đóng của nó và chi phí như nhỉ. Còn các cái hệ điều hành thời gian thực mã nguồn mở thì chúng ta có thể là dễ hoạt động chậm hơn, cũng có thể là cái khả năng dự đoán của nó ít hơn so với cái bản thương mại. Tuy nhiên là gì nhỉ? Nó sẽ có nhiều cái chức năng mà chúng ta có thể bổ sung chức năng, chúng ta có thể cung cấp cái môi trường phát triển tốt hơn, là chúng ta có thể mở rộng thêm các cái module, các cái thành phần cho nó được. Đấy, thì với những hệ thống mà chúng ta phát triển, tự phát triển từ đầu ấy, thường người ta sẽ lựa chọn cái mã nguồn mở để chúng ta có thể tùy biến. Với một cái hệ điều hành như thế, họ cung cấp cái bản cơ bản như thế, chúng ta có thể loại bỏ bớt các thành phần này và chúng ta có thể bổ sung thêm các cái thành phần khác. Đấy, thì là cái lợi ích của cái phần mềm mã nguồn mở. Với các cái hệ điều hành thời gian thực, cái bản thương mại chúng ta sẽ có cái ràng buộc, các hỗ trợ các cái dịch vụ như là gì nhỉ? Các giới hạn thời gian thực hiện, đúng không? Thời gian thực hiện của cái chương trình, của ứng dụng, của tác vụ, vân vân. Rồi đồng hồ thời gian thực bắt buộc có. Rồi cái lập lịch, các thứ tự, các mức ưu tiên là bắt buộc. Rồi phải có sự cảnh báo đặc biệt và các giới hạn cái thời gian quá hạn timeout. Đấy, nó phải đặc tả rất là tốt những cái thành phần này, những cái dịch vụ này. Rồi hỗ trợ các hàng đợi thời gian thực. Chúng ta sẽ gặp cái khái niệm này tiếp ở chương sau. Rồi cung cấp cái việc xử lý độ trễ, xử lý khi bị treo và các cái kích hoạt các việc thực hiện như thế nào thì bắt buộc các cái phiên bản thương mại nó phải đặc tả rất tốt những cái thành phần dịch vụ như thế này. Đó. Về đặc điểm thì nó có khả năng thời gian đáp ứng nhanh và cái thời gian chuyển ngữ cảnh, tức là khi mà chuyển từ trạng thái này sang trạng thái kia nó gọi là thời gian chuyển ngữ cảnh. Thời gian đáp ứng tức là hệ thống có sự phản ứng khi mà có một cái sự kiện nào đó xảy ra, nó gọi là thời gian đáp ứng. Thì cái khoảng thời gian này nó phải là nhanh này. Kích thước của cái hệ điều hành nó phải rất nhỏ, không có bộ nhớ ảo và có thể cố định mã dữ liệu trong bộ nhớ. Đấy là những cái đặc điểm. Các cái hệ thống đa tác vụ và chuẩn giao tiếp, giao tiếp liên tiến trình nhé. Tức là giao tiếp giữa các cái tiến trình với nhau đó, đúng không ạ? Thì chúng ta có thêm một số cái khái niệm để thực hiện cái việc đó, hệ thống đa tác vụ và giao tiếp liên tiến trình. Ví dụ như là cái khái niệm gọi là mailbox, hòm thư, khái niệm event, khái niệm tín hiệu, signal và các cái đèn báo.
cờ báo, đèn báo, chúng ta gọi là semaphore. Thì tất cả cái này phải được định nghĩa rất là chính xác và tốt. Đó. Thì trong cái hệ điều hành Freya tốt của chúng ta cũng có định nghĩa các cái thành phần này, chúng ta sẽ sử dụng được nó. Với các bài tập chúng ta có sử dụng các cái thành phần đó. Freya tốt của chúng ta cũng có cái bản thương mại. Bản thương mại chúng ta gọi là Chef Atos. Rồi. Về mặt kiến trúc thì chúng ta đã biết rồi, kiến trúc và như chúng ta so sánh lúc nãy đúng không? Về các cái thành phần cơ bản trong một hệ điều hành thời gian thực, là ngoài cái thành phần nó bao gồm gì ạ? Kết hợp giữa phần nhân thời gian thực nó gọi là kernel với các cái thành phần khác. Các thành phần khác điển hình bao gồm là gì nhỉ? Các cái ngăn xếp hỗ trợ cho giao tiếp mạng, chúng ta gọi là networking protocol này. Chúng ta có cái thành phần là gì? Hỗ trợ gì ạ? Các hệ thống file, thư mục hệ thống file, các hệ thống file, rồi các thành phần hỗ trợ cho các cái trình điều khiển thiết bị, chúng ta gọi là device driver, đúng không? Rồi chúng ta có các thư viện để hỗ trợ người dùng phát triển ứng dụng, phát triển chương trình. Rồi các thành phần liên quan đến điều khiển thiết bị vào ra, rồi các thành phần liên quan đến hỗ trợ debug và một số các thành phần khác. Thì đấy là tổng hòa tất cả các thành phần của một hệ điều hành thời gian thực. Thế một số cái thành phần cơ bản, một số thành phần cơ bản phải có là bao gồm là gì? Bộ lập lịch scheduler. Bộ lập lịch này thì là gì? Giúp cho gì? Hệ điều hành thời gian thực có thể xác định được cái thứ tự thực hiện của các tác vụ ở trong cái hệ thống đó, hoặc là các luồng khác nhau. Thì việc lập lịch đó sẽ có các cái thuật toán lập lịch khác nhau, ví dụ lập lịch theo cái mức ưu tiên, hay là lập lịch theo thuật toán Robin, tức là thay thế luân phiên đó, đúng không? Đấy. Thì tùy thuộc vào hệ điều hành thì nó sẽ có các cái thuật toán lập lịch khác nhau. Do đó thì việc sử dụng các bộ lập lịch này, chúng ta sẽ tối ưu được việc hoạt động của nhân để phục vụ cho các cái tác vụ đó. Rồi có một cái thành phần nữa gọi là thành phần đa xử lý đối xứng. Đa xử lý đối xứng SMP thì cái thành phần này là gì? Giúp cho hệ điều hành thời gian thực này có khả năng xử lý và phân tách nhiều cái tác vụ hay là các luồng thực thi để nó có thể, các cái thành phần này có thể chạy trên nhiều cái nhân khác nhau, nhiều cái lõi khác nhau. Rồi hiện nay chúng ta có các cái vi xử lý đa nhân nhiều core thì hoàn toàn trên hệ thống với hệ điều hành Windows, hoàn toàn chúng ta có thể lựa chọn là chạy chương trình này trên nhân này, chạy chương trình kia trên nhân kia để thực hiện đa tác vụ ấy, đa nhiệm ấy. Đó, thì cái thành phần đa xử lý đối xứng này sẽ hỗ trợ cho cái hệ điều hành thời gian thực đáp ứng cái việc đa nhiệm đó, chạy song song trên nhiều nhân khác nhau với các cái đoạn mã hay là cái luồng thực thi cũng như là tác vụ khác nhau. Đấy. Rồi một thành phần nữa tức là thư viện chức năng. Thư viện chức năng thì sẽ là cung cấp cái giao diện tiêu chuẩn để hỗ trợ cho các cái có chứa các API trong đó để hỗ trợ cho cái việc là xây dựng cái các cái chương trình, các cái giao diện và kết nối các cái chương trình, các ứng dụng đó với kernel, với nhân của hệ điều hành. Đấy, thì gọi là các thư viện chức năng. Thành phần nữa đó là thành phần cũng là đặc điểm luôn, đó là thời gian chuyển đổi ngữ cảnh hay là độ trễ điều chỉnh phải nhanh, thì đây là cái đặc điểm thì đúng hơn là thành phần. Tuy nhiên để thực hiện được cái điều này thì nó cũng phải có là gì nhỉ, có cái việc xử lý hỗ trợ, có việc xử lý đúng không, điều khiển là tác vụ nào ưu tiên, có mức ưu tiên cao hơn, rồi khi mà có một sự kiện xảy ra thì một cái tác vụ nào đó sẽ phải được thực hiện, vân vân. Thì nó việc phải đáp ứng được cái điều kiện về thời gian đó thì bắt buộc là phải có những cái thành phần hỗ trợ cho chúng ta thực hiện
cái chức năng chuyển đổi ngữ cảnh, cái chức năng là luân phiên giữa các cái tác vụ đấy. Rồi các cái thành phần liên quan đến các đối tượng và lớp dữ liệu mà người dùng định nghĩa, thì cái này là dựa vào các cái API, dựa vào cái nền của nhân thời gian thực mà người dùng có thể tự định nghĩa ra những cái dữ liệu, những cái đối tượng, những cái đơn vị dữ liệu mà người ta sẽ sử dụng, đúng không, trong quá trình lập trình chương trình ứng dụng đấy. Thì nó phải cũng là một cái, khi mà phát triển ra thì nó cũng là một thành phần của hệ điều hành. Rồi quản lý đối tượng, quản lý các cái đối tượng trên hệ thống, ví dụ như quản lý bộ nhớ, đúng không? Quản lý bộ nhớ, quản lý tài nguyên, vân vân. Thì để phân bổ các cái tài nguyên, phân bổ bộ nhớ một cách phù hợp đấy, thì đấy cũng là một cái thành phần không thể thiếu trong cái hệ điều hành thời gian thực. Thì cô đọng lại ở đây, chúng ta có thể chốt lại là với cái hệ điều hành thời gian thực thì có những thành phần có kiến trúc thì chúng ta biết rồi, có những thành phần để đáp ứng cho những cái chức năng, các cái dịch vụ khác nhau. Thì đôi khi người ta đánh đồng giữa thành phần và dịch vụ, giữa thành phần và dịch vụ. Đó. Thì với những cái thành phần như thế kia thì người ta thì cái nhân hệ điều hành thời gian thực sẽ phải đáp ứng được các dịch vụ, đó là hỗ trợ cho người dùng có thể quản lý được, hỗ trợ cho người dùng, cho hệ thống có thể quản lý được các cái thành phần trong hệ điều hành đó, thành phần của hệ thống đó, đúng không? Thành phần về gì nhỉ? Bộ nhớ này, về các tác vụ này, về các hàng đợi này, về thời gian timer này, về các thiết bị vào ra, cũng như là và quản lý ngắt và các sự kiện, xử lý các sự kiện, các event. Rồi trên giữa các cái tác vụ thì chúng ta có mối quan hệ giữa các tác vụ đấy, chúng ta gọi là truyền thông liên tác vụ. Truyền thông liên tác vụ và đồng bộ giữa các tác vụ, đồng bộ giữa các tác vụ đấy, thì đây sẽ là được gọi là các dịch vụ được cung cấp bởi nhân hệ điều hành thời gian thực đấy. Thì chúng ta sẽ các chương 3, 2, 3, 4 thì chúng ta sẽ khai thác các cái dịch vụ này, chúng ta xây dựng các cái đối tượng và chúng ta khai thác các dịch vụ đấy như thế nào dựa trên các đối tượng đấy thôi. Đấy, thì đấy là cái hướng tiếp cận của chúng ta. Nó có 6 cái cạnh đấy, đúng không? Chúng ta sẽ khai thác hết các bài liên quan đến phần này. Đấy. Một số hệ điều hành thời gian thực hiện nay chúng ta đang hướng đến các hệ thống IoT ấy, thì các hệ điều hành thời gian thực cho các hệ thống IoT đã cũng được phát triển từ những năm 2010 trở lại đây thì rất là nhiều. Đấy, thì thông dụng là chúng ta đang có Win 10 IoT, Windows 10 IoT. Đó, trước đây thì chúng ta có các phiên bản Windows Embedded CE. Linux chúng ta cũng có bản Embedded Linux, không phải hệ điều hành thời gian thực nhé. Chúng ta lưu ý chỉ có Micro C Linux này, Real Time Process hay là Synoma. Đấy. Thế còn hệ điều hành FireTOS là hệ điều hành mà khá là điển hình, thông dụng, sử dụng nó hỗ trợ lên đến, người ta thống kê lên đến hơn 80 cái điều khiển khác nhau. Đấy, thì chúng ta sẽ thấy cái mức độ thông dụng của nó như thế nào. Được phát triển bởi Richard Barry, làm mã nguồn mở. Chúng ta có một số cái đặc điểm này, nó phù hợp với các hệ thống nhỏ gọn vì nó chỉ triển khai rất ít các chức năng, có các cơ chế quản lý bộ nhớ này và các tác vụ một cách đơn giản, các hàm API quan trọng cho cơ chế đồng bộ tác vụ và truyền thông liên tác vụ. Đấy là những cái chức năng đơn giản cơ bản nhất. Thế còn các chức năng khác thì nó không có sẵn thì bắt buộc chúng ta phải phát triển thêm nếu mà chúng ta muốn, không có sẵn như các hệ điều hành khác. Ví dụ như là các cái giao tiếp mạng, các device driver nó cũng không có cung cấp sẵn đó. Rồi các hệ thống quản lý tệp cũng không có. Đấy. Thì nếu mà chúng ta muốn phát triển hệ thống của chúng ta, những cái chức năng đó thì chúng ta bắt buộc phải xây dựng thêm các module cho nó. Đó. Tuy nhiên thì nó có rất nhiều ưu điểm, hỗ trợ nhiều kiến trúc vi xử lý này, nhỏ gọn đấy, đúng không? Phát triển với nhiều cái trình biên dịch C khác nhau,
nhiều trình biên dịch C khác nhau, cửa CC, kênh hay ellipse đó. Rồi cho phép không giới hạn các tác vụ chạy đồng thời và không hạn chế các quyền ưu tiên thực thi, tức là nó định nghĩa nhiều cái mức độ quyền ưu tiên khác nhau đấy, phục vụ cho các tác vụ khác nhau. Đấy nhờ, có khả năng khai thác phần cứng, khai thác phần cứng tức là hỗ trợ cho các thành phần phần cứng khác nhau, đúng không ạ? Ngoài ra cũng cho phép triển khai các cơ chế đồng bộ, cơ chế đồng bộ tiến trình, đồng bộ tác vụ, truyền thông liên tiến trình, sử dụng các khái niệm như hàng đợi này, cờ đếm, cờ gọi là cờ hiệu, semaphore, đôi khi nó dùng cờ nhị phân hoặc cờ đếm, tùy. Rồi khái niệm loại trừ lẫn nhau gọi là mutex, nó cũng là một dạng cờ hiệu thôi, một dạng cờ hiệu. Đấy thì chúng ta sẽ nghiên cứu các cái khái niệm này về sau ở các cái chương sau. Đó thì nó có ba cái phiên bản Triatos, OpenATOS và SafeATOS, thì nó cũng là dạng mã nguồn mở nhưng cũng có bản phát triển thương mại, nó là SafeATOS và phát triển thương mại đó. Rồi về mặt download, chúng ta sẽ sử dụng một cái phiên bản mới nhất của hệ điều hành này. Các bạn lên trực tiếp với trang web của nó freeatos.org để chúng ta tải về cái phiên bản mới nhất chúng ta sử dụng. Thế thì để mà chúng ta giả lập được, thì chúng ta không có kit Arduino sẵn, đúng không? Chúng ta có thể giả lập được cái hệ thống để thực hiện lập trình cho các cái project của chúng ta về sau á, dự án của chúng ta về sau á, thì chúng ta yêu cầu tối thiểu là các bạn cài đặt cho cô hai phần mềm. Thứ nhất là Arduino IDE để chúng ta lập trình Arduino, chúng ta lập trình cho cái kit Arduino đó. Thế như nào? Đấy, cái này thì bản free thôi, sử dụng rất là thuận tiện, khá nhẹ. Rồi cái một cái phần mềm nữa là phần mềm Proteus. Proteus thì cái phần mềm này giúp chúng ta vẽ và mô phỏng cái mạch điện tử. Ở đây nó cũng tích hợp thêm các cái thư viện hỗ trợ cho các kit khác nhau, ví dụ Arduino, Arduino các cái phiên bản khác nhau của Arduino, từ Arduino Nano này, Arduino Pro này, Arduino gọi là Uno của chúng ta sử dụng đó. Rồi Arduino SP2568 vân vân, rất là nhiều. Đấy, thì chúng ta có thể đưa những cái thiết bị giả lập đó vào và chúng ta đấu nối với hệ thống với các thiết bị ngoại vi của chúng ta, ví dụ như đèn led, ví dụ nút bấm, ví dụ như tất cả các cái cảm biến vân vân, nó đều giả lập chúng ta hết. Đấy thì chúng ta làm như bên ngoài, nó chỉ khác là các cái dây tín hiệu kết nối thì nó kết nối đơn giản hơn là do bên ngoài chúng ta cần phải chọn dây như thế nào này, đầu được đầu cái hay là hai bên là đều được cả để chúng ta cắm cho nó chính xác. Thì ở trong cái phần mềm giả lập Proteus chúng ta cứ kéo dây thôi, còn kệ nó tự lựa chọn. Đấy thì đấy là cái môi trường giả lập để chúng ta khắc phục cái điều kiện thực tế là chúng ta học online nhé. Đấy thì lát nữa cô sẽ yêu cầu các bạn triển khai một số cái nội dung. Rồi về mặt ứng dụng của hệ điều hành thời gian thực thì nó sẽ ứng dụng rất nhiều trong các cái hệ thống nhúng, đặc biệt yêu cầu đặc biệt về cái phản hồi trong cái thời gian thực ấy thì có rất nhiều, ví dụ như là truyền thoại hay truyền video qua mạng IP, đúng không? Thì chúng ta gọi điện mà 2 đến 5 phút sau thì bên kia mới nghe thì không ổn lắm, thì ít là yêu cầu về mặt thời gian thực đó. Rồi các hệ thống điều khiển mà còn yêu cầu cái độ chính xác cao ấy, ví dụ như là các hệ thống điều khiển trên máy bay, phanh ở trên động cơ, các động cơ khác nhau vân vân chẳng hạn, hoặc là trong xử lý ảnh đấy, thì để chúng ta điều chỉnh thời gian thực cho các đối tượng khác nhau trong cái việc xử lý ảnh, như là chuyển động của đối tượng, chuyển động của hình ảnh vân vân, đúng không? Thế thì rất nhiều các ứng dụng khác nhau đấy. Thế còn đó là tất cả những cái phần lý thuyết, phần mở đầu cho cái môn này.
thì cô giới thiệu khá là sơ lược như thế để chúng ta nắm được những cái cốt lõi của cái ý tưởng. Ý tưởng khi đó các bạn đọc cái tài liệu thì nó sẽ dễ tiếp cận hơn. Giới thiệu, mang tính chất giới thiệu. Thì cái phần thực hành cũng muốn các bạn trong cái khoảng thời gian một tiết hôm nay và ba tiết buổi hôm sau, chúng ta là thứ hai và thứ tư đúng không nhỉ? Đấy, thì các bạn chuẩn bị cho cô một cái các bài lát thực hành cô tạm gọi là TH1, thực hành 1. Gồm 4 cái nội dung cốt lõi sau. Nhất là các bạn sẽ triển khai môi trường mô phỏng. Các bạn cài đặt và làm quen với phần mềm Proteus này, phần mềm Arduino IDE này. Đấy, cô có link một số cái link liên quan đến guide, cái phần hướng dẫn và phần link download của các phần mềm này để các bạn cài đặt, download và cài đặt cho nhanh nè. Rồi có thể có những cái link về video hướng dẫn các bạn cái phần cài đặt đó và sử dụng nó. Ví dụ như cái phần số 3, tức là hướng dẫn các bạn mô phỏng một cái kit Arduino ở trên phần mềm Proteus. Các bạn nạp code cho cái kit đó như thế nào? Các bạn xây dựng và nạp code như thế nào? Đấy, thì ở đây có phần hướng dẫn qua cái trang web này hoặc là hướng dẫn qua video thì các bạn có thể tham khảo để chúng ta thực hiện điều đó. Một cái ví dụ đơn giản mà trong video hướng dẫn các bạn đó là lập trình bật tắt một cái đèn LED, một cái đèn LED ở chân số 13 của Arduino. Chúng ta qua cái ví dụ đơn giản này để chúng ta hiểu được cái cách là chúng ta xây dựng một dự án ở trên Proteus và nạp code cho các thiết bị cũng như là liên kết giữa các thiết bị với các linh kiện nó như thế nào. Đấy là một cái bài hoàn thiện ở cái nội dung thứ ba trong phần thực hành này. Sau đó thì chúng ta sẽ bắt đầu những cái bước là chúng ta cài đặt cái hệ điều hành FreeRTOS cho kit Arduino, cho cái bộ mạch Arduino của chúng ta. Thì cô có link ra ba cái video hướng dẫn với Arduino Uno R3. Đó, cái đây là cái phiên bản khá là thông dụng. Đấy. Thì các bạn có thể áp dụng, vì chúng ta không có kit thật nên là các bạn có thể áp dụng đối với FreeRTOS, áp dụng tương tự nhé. FreeRTOS. Ngoài ra thì chúng ta lưu ý là vì FreeRTOS thì hỗ trợ chúng ta rất nhiều các cái kiến trúc vi điện tử khác nhau. Thì chúng ta cũng có ở trên phòng máy, phòng lab ấy, chúng ta có rất nhiều các cái kit khác. Ví dụ như là STM32, ví dụ như là Arm Friendly, ví dụ như Raspberry vân vân, rất là nhiều. Thế thì các bạn cũng có thể tìm hiểu về nếu cái kit nhỏ gọn, rẻ, giá thành rất rẻ, giống như là Arduino, rẻ hơn cả Arduino đó, STM32. Đấy, chúng ta tìm hiểu nhiều hơn, đúng không? Có một loạt các cái khóa học gọi là có phí lẫn miễn phí để các bạn nghiên cứu về phần đó. Có những cái bài rất là cụ thể, rất là cụ thể và hướng dẫn chi tiết thì các bạn có thể học theo. Bởi vì cái bài toán đặt ra đó là không phải là trên thực tế chúng ta xây dựng các cái sản phẩm không phải là chúng ta chỉ sử dụng Arduino hoặc STM32 mà có rất nhiều các cái bo mạch khác được phát triển. Đúng không? Nó có tính cạnh tranh lẫn nhau. Thế thì cái sản phẩm của công ty của mình muốn có tính cạnh tranh thì trước hết là nó phải cạnh tranh về mặt chi phí đó. Đấy, thì mình bảo là em chỉ được học Arduino và STM32 thì em chỉ làm trên đó thôi, trong khi cái ông giám đốc ấy, ông ấy một ngày đẹp trời ông ấy ra chợ trời ông thấy là có cái bot này hay quá, đầy đủ quá mà rẻ quá, không mang về mày phải triển khai cho anh ở trên cái bot này cơ. Đấy, thì bắt buộc là cái mảng về điện tử mình lại phải tốt, tức là mình phải biết đọc được cái data sheet của mỗi cái bot đó và chúng ta sử dụng nó một cách linh hoạt. Đấy, thì cái đấy là cũng muốn các bạn phải tự bồi cho mình á, chứ không có môn nào ở trong chương trình cô biết là không có môn nào hỗ trợ cho các bạn phần đấy cả. Đấy, thì cô muốn cái phần đấy là khá là, nhưng mà bên phía các bạn điện tử viễn thông thì các bạn có cái hạ tầng đấy khá là tốt. Đấy, cô cũng muốn nói đi nói lại các bạn về cái đó, thì các bạn có thể kết hợp với nhau hoặc các bạn có thể cái thời gian tự học ấy, mỗi ngày các bạn có ví dụ như này, các bạn có ba tiết
lên lớp đúng không? Thì tương ứng là ở nhà sẽ học tín chỉ, mà tương ứng là ở nhà chúng ta có 6 giờ tự học. Đấy, thì cô muốn là ngoài cái yêu cầu ở trên lớp cô đưa ra thì các bạn tận dụng cái thời gian tự học đấy để chúng ta đào thêm nhá, học hỏi thêm nhá. Thì đấy, thì các bạn ngoài khi mà các bạn muốn cài đặt VR tốt trên Kit Arduino thì các bạn xem luôn các video mà cài đặt trên STM32 và sử dụng ra lập trình STM32 vân vân đúng không? Đấy, thì có rất nhiều hướng để chúng ta học mà. Đó. Còn với một môn thì nó không thể ôm đồm rất nhiều thứ được. Đấy, thì các bạn cũng thông cảm về cái chương trình như thế không nhỉ? À, thì cái phần số 5 đó là cũng muốn các bạn đọc thêm tài liệu xem là à có những cái dự án nào về các cái hệ thống nhúng mà sử dụng phe tốt rồi đúng không? Họ can thiệp cái mức độ nào thì các bạn có thể tìm hiểu, các bạn có thể tìm hiểu thêm. Đấy, hoàn toàn các bạn có thể Google search ngay là Fiatos Project với Anuno chẳng hạn, Wix Anuno ví dụ thế. Đấy thì các bạn sẽ thấy cái mức độ các cái hệ thống, các cái kết quả project, các dự án mà họ đã đưa ra và họ hoàn toàn public cho chúng ta luôn ấy. Đấy thì chúng ta có thể hướng tìm như thế để chúng ta biết được là à có những cái cơ sở tham khảo nào để chúng ta có thể đề xuất ra những cái dự án sắp tới của mình, đồ án môn học ấy đúng không? Và thêm nữa là các bạn tìm hiểu thêm về cái cấu tạo của Arduino và các loại Arduino khác nhau đúng không? Cũng vì sao chúng ta phải tìm hiểu cấu tạo là bởi vì là chúng ta sử dụng nó cho cái hệ thống của mình mà, chúng ta phải tối ưu mà. Đó, nó phải có bao nhiêu chân, cái bộ nhớ ROM, bộ nhớ RAM của nó bao nhiêu, nó hỗ trợ những cái gì nó thì để chúng ta sử dụng nhé. Đấy thì đấy, thì sau cái chương chương 1 này cô muốn các bạn thực hành phần này, tìm hiểu thêm cái phần này để chúng ta làm cơ sở cho những cái dự án sắp tới của chúng ta, cơ sở cho làm cái nền tảng để chúng ta làm các bài tập phía sau. Đấy, thế thì thời gian còn lại của buổi hôm nay chúng ta không có nhiều, thì cô muốn các bạn phải đáp ứng ngay cho cô hai cái yêu cầu đầu tiên là cài đặt phần mềm Proteus và phần mềm Arduino luôn ở trong cái buổi hôm nay. Đấy, khi nào mà cô thấy là đa phần các bạn đã cài đặt xong ok thì chúng ta nghỉ cái buổi hôm nay, còn lại cái nội dung tiếp theo về nhà tự học tự nghiên cứu xong xong cái buổi thứ tư tới chúng ta sẽ check lại xem cái kết quả của các bạn về phần 3, 4, 5 như thế nào. Thế nhỉ? Chúng ta hiểu cái chỗ này chưa? Rồi. Ok không ạ? À? Có rõ chưa? Rõ rồi cô ạ. Ok, thế bây giờ chúng ta ngồi triển khai luôn nhá. Các bạn sẽ cài đặt phần mục 1 à 2 nhá. Rồi, tranh thủ cô sẽ tạo cái form chúng ta điểm danh hôm nay xem cái quá trình chúng ta thực hành và điểm danh như thế nào. Hiện tại 55, 54 bạn là vắng. Ok. Trong quá trình cài đặt chúng ta có vấn đề gì chúng ta cứ đưa vào đây lên chat hoặc là trao đổi với nhau nhé để giải quyết nhé. Trong cái video hướng dẫn ở cái mục số 3 nó cũng có hướng dẫn lại với các bạn về cài đặt Arduino IDE và Proteus. Tuy nhiên là tóm lược thôi, các bạn có thể tham chiếu thêm nhé. Arduino IDE thì khá là dễ rồi, nhẹ và dễ cài đặt rồi. Còn Proteus thì nó yêu cầu chúng ta có cái license, cái key ấy. Key thì có rất nhiều cái bản gọi là bản crack hỗ trợ chúng ta rồi. Crack lên đến cái hạn lên đến năm 2080 dùng thoải mái đúng không? Đấy thì các bạn có thể download cái bộ mà crack đó rồi thì chúng ta có cái key cho nó sử dụng cho nó hợp lý. Lớp mình là lớp 01.
Trong quá trình các bạn làm thì cô tranh thủ điểm danh luôn nhé. Danh vào đây cho đỡ phải tổng hợp form. Nguyễn Vương Anh. Và bạn nào bạn ấy bật mic nói cho cô nhé, không chat nữa nha. Chắc là khó theo dõi lắm. Nguyễn Vương Anh vắng à. Trần Tiến Anh. Vắng luôn. Trương Quốc Anh. Có. Trương Quốc Anh có đúng không? Mai Ngọc Ánh. Mai Ngọc Ánh. Vắng. Nguyễn Doãn Ba. Nguyễn Doãn Ba. Vắng. Đỗ Thanh Bình. Cô ơi, bạn Ba bị hỏng mic ạ, bạn ấy vừa nhắn tin nữa. Có em ạ. Có Đỗ Thanh Bình ạ. Ba có đúng không? Đỗ Thanh Bình rồi Vũ Xuân Bình. Dạ có. Ok. Vũ Trọng Chính. Vũ Trọng có. Chính. Có. Rồi. Phạm Ngọc Trung. Phạm Ngọc Trung. Vắng. Ngô Ngọc Biên Cương. Có. Rồi. Nguyễn Mạnh Cường. Nguyễn Mạnh Cường. Vắng. Mạnh Cường có ạ. Cô gọi hai lần không trả lời. Rồi Trần Minh Dũng. Trần Minh Dũng. Vắng. Hoàng Quốc Đạt. Hoàng Quốc Đạt. Vắng. Ngô Quang Đạt. Có. Rồi Nguyễn Mạnh Đạt. Có. Nguyễn Anh Đức. Có cô ạ. Nguyễn Anh Đức ạ. Cho Vũ Xuân Bình trả lời. Hai thằng cùng một chỗ cô ạ. Thằng chọc cùng nhau hả? Vâng. Cô em Hoàng Quốc Đạt có, nãy mấy em bị lỗi. Làm gì ạ? Hoàng Quốc Đạt ạ, vừa nãy mấy em lỗi không bật lên được ạ. Đâu. Rồi ok. Nguyễn Trọng Đức rồi đúng không? Trọng Đức có ạ. Rồi, Cao Văn Giáp. Cao Văn Giáp. Vắng. Lê Thị Ngọc Hà. Có ạ. Rồi. Ngô Thị Thu Hà. Ngô Thị Thu Hà. Vắng. Nguyễn Tấn Hải. Nguyễn Tấn Hải. Có. Nguyễn Tấn Hải có. Có. Ok. Có. Rồi. Cô check cam. Cao Ngọc Hiền. Có. Rồi. Hoàng Thị Hiền. Có. Rồi Lại Văn Hiếu. Có. Có. Xuân Hiếu. Trịnh Xuân Hiếu. Vắng. Bùi Huy Hiệu. Có. Rồi. Lưu Ngọc Hoan. Có. Có. Thế Hoan. Mai Thế Hoan. Vắng. Bùi Đình Tùng. À, Bùi Đình Hùng. Có. Trần Quang Huy. Có. Rồi. Kiều Quang Huynh. Đã có em ạ. Rồi, Bùi Việt Kiều. Có. Nguyễn Duy Lâm. Nguyễn Duy Lâm. Vắng. Nguyễn Hải Long. Có. Nguyễn Văn Long.
Có. Trương Phạm Bảo Long. Có. Rồi. Trương Phi Long. Có. Trương Phi Long đó bạn. Bật mic lên. Rồi ok. Nguyễn Xuân Lộc. Có. Rồi. Tào Tiến Tào Tiến Lộc. Có. Ok. Cường trả lời. Gia Lương có. Rồi ok. Đặng Quốc Mạnh. Có. Có. Ok. Rồi bây giờ cô đọc đến bạn con cam của cô giấy check, cô check mic là hơi khó. Đặng Văn Mạnh. Có ạ. Văn Mạnh đâu? Có, cam... có ạ. Có cam không? Đặng Văn Mạnh. Alo ạ, em đây cô. Không thấy hiển thị trên này luôn. À đây rồi, ok. Khuất Văn Mạnh. Có. Nguyễn Văn Minh. Có. Văn Minh ở đâu? Em đây cô. Rồi ok. Phạm Trà My. Có. Đi bật cam. Em bật rồi ạ. Phan Hoài Nam. Em có. Em đâu? Đợi, em đợi. Anh nhìn thấy mặt ngược sáng. Ngô Khắc Phước. Có. Bật cam của tao nào. Em bật rồi. Rồi ok. Tân Trường Phước. Có. Thân chú Phước có. Thân chú Phước có cam không? Dạ, máy em không có cam ạ. Ừ. Hoàng Văn Phương. Có. Phương đâu? Em vừa bật rồi. Rồi, ok. Trần Minh Quảng. Có. Trần Minh Quảng. Cô chưa thấy. Có. Cam đâu? Lát em không có cam ạ. Lát không có cam luôn á hả? Vâng. Nguyễn Ngọc Quân. Có ạ. Tôi chưa thấy nick ở đâu cả. Nguyễn Ngọc Quân đâu? Em có ạ. Rồi ok. Nguyễn Duy Quyết. Có ạ. Cô thấy chị em chưa? Rồi ok. Hoàng Ngọc Sơn. Có. Hai cái cam của hai mình thấy mỗi đầu rồi, mỗi cái tổng đầu. Tại em đang dùng điện thoại ạ. Con mặt đấy nhá. Ok, ra lớp mình bạn nào cũng đeo kính vậy. Phạm Trà My.
đang ở dưới này rồi. Em có ạ. Tôi đang kiểm doanh đến Sơn được không? Phan Hoàng Ngọc Sơn, Phan Hoàng Sơn nhá. Có ạ. Đâu Phan Hoàng Sơn đâu? À, em đây ạ. Bật cam hả cô? Ừ. Vâng. Được, ok. Trần Minh Quảng nhá. Phan Hoàng Sơn rồi Nguyễn Văn Thái. Dạ có. Lấy mỗi tóc thôi Thái ơi. Dạ. Sao? Ơ em cô, lại em điểm danh được mà cô này gọi em lại à? Rồi cô nhầm tại vì chuột của cô bị nhảy lên kia. Cô thấy chưa? Rồi rồi. Bạn Thái giơ mặt lên nào. Ngẩng mặt lên chứ, hạ thấp cam xuống chứ. Tới đầu rồi. Văn Thư Thái. Có. Bạn này nghe nhạc nhà. Có. Có. Đâu có chưa tới thật. Dám đệ. Vũ Trung Thắng. Có ạ. Không làm đâu. Có cam không? Đây có. Rồi ok. Nguyễn Đức Thịnh. Nguyễn Đức Thịnh. Rồi ok. Chú Thúc Kỷ. Chú Thúc Kỷ không? Có ạ. Đâu? Này. Thấy mỗi mái tóc thôi Thủy ơi. Không thấy mặt luôn. Ngại em cô ạ. Hy vọng sau mấy bạn nữ này vào đội nhúng nhá. Nghiên cứu cùng cô gái. Nguyễn Thị Trang. Nguyễn Thị Trang có không? Có quá. Rồi, ok. Bật lên để giao lưu, nhưng có nhiều bạn bảo là đăng ký để sang lớp khác để học cho vui, để tìm hiểu các bạn mà không nhìn thấy mặt của các bạn đâu, đúng không? Ninh Thị Thu Trang. Ninh Thị Thu Trang, cô tới bật mic rồi nhưng chưa tới cam. Không thấy cam đâu. Cô thấy chưa? Em bật cam rồi ạ. Rồi, ok. Họ Ninh là ở đâu ở Trang ơi? Họ Ninh ở quê em có cô ạ. Nam Định có cô ạ. Nam Định có. Ninh Thu Trang thì ở đâu? Em ở Hà Nam ạ. Hà Nam thì không có họ Ninh đâu. Chỉ có Ninh Bình, Nam Định. À đấy à? Em là Lạc Loại. Chắc là kiểu ngày xưa các cụ di cư sang thôi. Vâng. Giống gốc của cô là ở Nam Định, họ Lê ở Nam Định nhưng mà vào Thanh Hóa đây. Vâng. Rồi Hoàng Thành Trung. Có. Rồi lại một mắt kính nữa. Hoàng Hữu Trường. Có. Ok, đấy, cô đấy mà. Toàn đeo kính thôi, chắc là toàn bác học rồi. Nguyễn Đức Tuân. Ai có chơi game không? Nguyễn Đức Tuân. Vắng. Lưu Thanh Tùng. Lưu Thanh em Tùng. Có. Ok. Hoàng Trọng Tuyên. Em có. Tuyên đổi sổ đâu rồi? Ừ, ok. Chúng ta vắng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
9 bạn rồi. Ô, em thưa cô, sao vừa nãy chưa thấy có tên em vậy ạ? Tấn Hải có rồi chứ? Ờ, cái à vậy là check cam là cô check tùy chọn à? Check cam là nửa cuối cô mới check cam thì cô thấy là khó hiển thị mic quá. Dạ vâng, em cảm ơn cô ạ. Tấn Hải cứ view cam lên cho các bạn ngắm một chút. Em có vô đây cô đừng ngay khó mặt ảnh chưa? Các bạn cài xong phần nào rồi? Anuno IDE thì nhanh rồi đúng không? Các không gặp vấn đề gì rồi. Có Proteus thôi. Cài xong hết. Tắt chưa? Lương à, Lương cài xong rồi à? Còn thời gian thì cứ thao tác cái số 3 đi, yêu cầu số 3 đi. Lương. Sửa xong chưa? Mic của Lương hơi bé luôn nhá. Trăm năm mươi kilobit. Và phần cài đặt thì không có gì. 1.3, 1.4 chúng ta mới bắt đầu. Đã thử win 11. Đúng rồi, phải có bản dự phòng đi. Cài máy ảo hoặc là hai hệ thống song song đi. Em có hỗ trợ không? Của bạn là 11 dev á. Cô ơi, hai cái file ở library thì mình đặt vào trong thư mục bin. Em đọc cái readme ấy. Trong cái bộ cài nó có readme nó sẽ hướng dẫn ta rất là chi tiết hết. Cài rồi bây giờ đang thêm extension. Ừ.
file đấy phải đưa vào cái thư mục library. Với lại cái file crack nữa. À ok. Chưa, Nguyễn Văn Minh là chưa crack đâu mình nhá. Cái báo lỗi license đấy em. Các nút chức năng kia nó ẩn kia là mình chưa sử dụng được đâu. Đấy, như của Huy Hiệu là ok rồi đó. Bản 8.10, license đến 2031 này. Bản 8.8 với 8.9 thì có một số cái bản crack nó lên đến 2080. Năm 2080, thoải mái. Các bạn crack thì các bạn cứ tắt phần mềm diệt virus đó. Ở trên hệ thống thì mình không thể mình cái file crack.exe nó không cho chạy nó, hoặc là mình chạy hoặc mình tắt cảnh báo đi mà mình chạy. Hiện tại cô thấy là bản bao nhiêu cũng được, các bạn cứ cài 8.8 trở lên. Hiện nay đang có các cái phần không quan trọng. Arduino Uno thì các cái bản đều ok thôi, tức là nó có thư viện. Proteus có thư viện cho Arduino tất cả các phần đó, cả các license đấy. Rồi, vô trọng chính ok rồi. Kiều Quang Huynh ok. Các bạn nữ bạn nào xong chưa? Ngọc Hà, Thu Hà xong chưa? Nguyễn Thị Trang. Quyết ok. Rồi, Đan, Tào Tiến Lộc, Đan, Vũ Xuân Bình, Đan, Nguyễn Thị Trang,
Thế thì Trang chưa được, Trang ơi, em báo lỗi đi. Lion đấy. Trang chưa được, Trang correct đi. Trọng Đức ok. Rồi. Hôm sau là phải có máy để thực hành luôn nhá Sơn nhá. Tất cả các bạn đấy, tại vì là tất cả các bài tập này là làm cá nhân chứ không phải là làm nhóm đâu, các bạn nào cũng phải có máy để làm. Ngọc Sơn đang ở đâu? Khu cách ly ở đâu? Tại sao phải cách ly? Trần Quang Huy. Ok rồi. Trương Cô Anh. Ok. À đúng rồi. Tôi cứ chạy đi chạy lại thì phải bắt phải cách ly là đúng rồi. Ok nhá, cả lớp ơi, tất cả chúng ta về cài đặt nhá và tìm hiểu tất cả các nội dung như cô yêu cầu trong thực hành 1 nhá. Buổi hôm sau chúng ta sẽ check kết quả. Tính ơi, Anonoi DE đúng rồi. Nhá, buổi sau chúng ta sẽ test một số cái bài test phần 3, phần 4 ấy. Chạy thử xem. Rồi hôm nay khởi động đấy thôi. Các bạn khác về hoàn thiện nốt nhá, cài nốt nhá. Buổi sau chúng ta giải quyết phần này thôi, 3, 4, 5. Ok. Từ tuần sau sẽ sang các cái chương. Rồi, ok, cô chào cả lớp nhá. Chào cô. Ừ.